Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mà rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư cũng chính là tập cuối Chúng ta cùng đón nghe sau đây, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Đừng quên đăng ký kênh, tiếp thêm, thêm động lực cho Mai cũng như thêm chuyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay khác nữa nhé Tập cuối Nhìn thấy Minh đứng đợi, khóe mắt huyền cay cay Có lẽ anh lo lắng cho cô, cũng có thể sợ cô bị Thảo làm hại khi biết chắc, Minh chính là người cô luôn mong nhớ, của bối rối lắm. Với còn suy nghĩ không biết có nên hỏi anh không đây cô chỉ sợ anh đã quên từ lâu còn nói với anh chắc gì anh để tâm thế nên rồi cô ráng mãi cô cũng không nói được mình đi tới chỗ cô nào lấy bàn tay cô anh lo lắng hỏi dồn em có sao không thế hả có bị thương đâu không cô ấy có làm gì em không em không sao anh đừng lo ạ à. sao mà không lo cho được sao anh có thể không lo cho người anh mong nhớ suốt bao năm trời anh Mình lấy từ trong túi áo Thứ anh coi là vật đính ước giữa cô với anh Em nhớ nó chứ Em tặng nó cho anh năm ấy Huyền nhận lấy con cào cào từ tay mình Từng đó năm nó còn nguyên vẹn Chắc hẳn anh giữ nó cẩn thận Huyền đưa tay mình vào túi áo mình Cô chợt nhớ ra cái túi ấy cô đưa cho Bích đi giặt Có phải em tìm cái này không? Mình giờ túi gấm trước mặt Huyền Hóa ra anh biết Cô chính là cô bé năm ấy Từ lúc anh thấy cái túi anh xin lỗi sao tự nhiên anh xin lỗi anh đâu có lỗi gì đâu anh xin lỗi không nhận ra em sớm hơn nếu anh nhận ra em sớm hơn thì thì có phải anh sẽ vì quá khứ mà đối xử tốt với em không còn hiện tại anh không quan tâm à không phải như vậy đâu thực ra em không muốn anh vì quá khứ mà cố gắng chấp nhận em em cũng biết bản thân mình chẳng xứng gì với anh nên em cũng chưa một lần dám trách móc em là cô gái tốt chỉ là anh cố chấp với quá khứ của mình nhưng bây giờ anh biết em chính là quá khứ của anh chắc chắn tương lai sau này em cũng sẽ ở đó mình nắm bàn tay huyền cảm giác thân thuộc năm ấy ùa về trong chốc lát chỉ vì sự ngu ngốc của anh suốt nửa đời này anh không thể gặp lại được em lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ sao có thể suy nghĩ sâu xa như thời điểm hiện tại sao anh phải trách mình làm gì nếu như người em lấy không phải anh nếu như người em lấy là người khác Anh biết phải làm sao Dù gặp lại anh biết đối mặt thế nào những thứ suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu mình suốt từ lúc anh biết Huyền chính là người anh luôn tìm kiếm. Anh cảm thấy mình ngu ngốc, ngu đến mức không thể nhận ra cô. Sau này anh nhất định bù đáp cho em, nhất định không để em chịu thiệt đâu. Cảnh tượng ân ân ái ái khiến cho một người không vừa mắt. Cũng đã một thời gian sóng yên biển lặng, bây giờ khuấy đảo chút cho vui cửa vui nhà. Ngọc quay sang nói với Hoa Mẹ làm theo những gì bà dặn không đấy Dạ Tất cả con nghe theo lời bà hết ạ <laughs> Vậy là Con Huyền nó biết con Thảo giả điên rồi Loại bỏ được một đứa xào trá Bây giờ loại bỏ nốt một đứa nữa là xong Nhưng cô ta không ngu ngốc như vẻ bề ngoài đâu bà Thế thì sao Nó có cửa đấu với tao à Nhưng mà con sợ Mày sợ cái gì con sợ cô Thảo biết con phản bội Thế thì cô ấy giết chết con mất Mày đúng là đứa ngốc Nó chỉ muốn người ta tin nó bị biên Rồi nó nhẫn tâm được vỡ đầu mày Nó coi mày ra cái gì đâu Mày lo lắng cho nó Hồi đơ bây giờ ấy, mày là người của tao Đứa nào động được vào mày Nhưng... Nhìn con vẫn sợ lắm ạ Đang nói chuyện với Ngọc Thì bất ngờ bị tốn tóc Lúc kịp biết ai thì đã đủ đau đớn lắm rồi mày nói cho tao biết mày nói gì với con huyền nếu mày không nói tao giết chết mày tại chỗ đấy hòa hoảng hốt cầu xin ấy cô ơi em nói gì đâu à sao cô làm thế với em mày đừng tưởng mày lừa được tao tao đã đến bước đường cùng nếu tao chết tao lôi kẻ phản bội là mày theo cùng ngọc bình thản vỗ tay với nhau tạo tiếng âm thanh nghe vô cùng trướng tai gai mắt thảo dừng lại ánh mắt nhìn ngọc như có tia lửa Tất cả chuyện này do bà làm giả, những con búp bê biến mất, máu trong cái hộp là do bà đúng không? Thông minh thế này, chắc chắn không phải bị điên, hay trong giây phút tỉnh táo, chỉ cần nhìn thấy bà cả là lập tức phát điên trở lại nhỉ? Tôi hỏi tất cả mọi thứ có phải bà làm không? Bà không nghe thấy à? Thì đã làm sao? Lúc tôi bảo cô hợp tác với tôi cô không chịu, bây giờ đến bước đường cùng thì đổ lỗi cho ai đây? Khốn nạn! Bà đúng là đồ khốn nạn Bà mượn tay tôi Đuổi cả tôi lẫn con Huyền ra khỏi nhà này chứ gì Bà không muốn anh Minh có con nối dõi Bà muốn chờ con trai bà lớn lên chứ gì Những kẻ ngu ngốc Rồi dần dần bị loại Chuyện này từ xưa đến nay Ai chối cãi đâu Cô làm cái gì mà sao phải tỏ ra ngạc nhiên thế Bảo sao những thứ tôi mất bao công sức làm Dễ dàng bị phá hủy bởi một bà thầy Hóa ra tất cả bị bà nhúng tay à rồi cô ta quay sang phía hoa ánh mắt cô ta nhìn hoa cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy mày nói đi mày phản bội tao từ lâu rồi đúng không có phải chúng mày phá hủy mạch nuôi bùa của tao khiến nó không còn đủ sức mạnh cô ta không giật tóc hoa nữa chuyển sang bóp cổ bóp chặt đến mức thiếu chút nữa thôi hoa về với ông bà vải rồi nếu không phải ngọc kéo thảo ra hoa đã chết chắc ngọc lên tiếng nói trong cuộc chơi này đứa nào ngu đứa đấy bị loại Mày thua rồi Tao cho mày một ngày để rời khỏi cái nhà này Đừng để đến lúc bị đuổi thì xấu mặt ra Ngọc đẩy Thảo ngã xuống đất Cô ta sau đó không thể tự mình đứng lên Sốc tới mức cả cơ thể cứ run lên bẩn bật Dù diễn đạt đến mấy Thì cũng không thể qua nổi mắt của người theo mình suốt nhiều năm Dù khôn ngoan tới mấy Chẳng lường trước được mình bị phản bội bị đâm một nhát sâu vậy có thể không chết à đủ cười sau cùng quả thực bi đát chưa sao gì bị đuổi ra khỏi cái nhà này nhưng không thể nào cam tâm cho được bao năm cố gắng bao năm toan tính dù cuộc tay trắng thì vẫn là tay trắng cố gắng lắm thảo mới đi về phòng mình được lúc này hoa vẫn ở lại tay ôm lấy đầu có vẻ như rất đau đau đớn một chút có là gì sau này sung sướng Nghĩ lại mấy chuyện này là hoàn toàn xứng đáng thôi Con không biết Cậu Linh liệu để ý gì tới con không nữa Con Huyền nó còn ở đây ngày nào Cậu Minh yêu thương nó ngày đó Tình cảm con người Chính là thứ dễ thay đổi nhất Thời tới tay ai Người đó nắm bắt Mày lo lắng cái gì Bữa cơm tối đó Tất cả mọi người có mặt kể cả Thảo Cô ta nhất quyết muốn ăn cơm cùng cả nhà Dù đang giả điên Sau đó chẳng ai muốn cản vì họ muốn biết vở kịch tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Còn có, có thêm một người, người được coi là trụ cột trong nhà. Sau thời gian ăn chơi trác táng, cuối cùng biết vác mặt về. Nhà này chuyện gì xảy ra, ông ấy cũng chẳng thèm bận tâm. Nhất là chuyện của những người đàn bà trong nhà. Thứ duy nhất ông ta quan tâm chính là một tháng mình thu về được bao tiền từ trang trại. Bà Kim Phụng một vụ lúa lấy được bao tiền cho thuê. Điều ông ta quan tâm hơn cả đi tới chỗ nào chơi thì vui hơn lúc ăn cơm xong thảo đứng lên thưa chuyện con thưa bố thưa mẹ thưa gì ba con có chuyện muốn nói ạ à? ông cảnh nhìn thảo chuyện gì sao nhìn mặt con có vẻ nghiêm trọng thế con có chuyện muốn thưa có chuyện gì thì nói đi đều là người trong nhà cả mà con sẽ rời khỏi ngôi nhà này ạ à? cái gì sao lại rời khỏi ngôi nhà này lý do là gì con làm vợ của anh nhưng lâu như vậy rồi vợ mình không thể sinh con cho anh ấy bây giờ sức khỏe con có vấn đề có sự ảnh hưởng mọi người ạ chỉ mỗi chuyện này à chưa có con thì từ từ có còn chuyện sức khỏe không tốt thì chữa trị nhà này không đuổi con đâu nghe ông cảnh nói vậy ngọc vội vã nắm tay ông ấy có những chuyện anh không biết đâu, thôi, la đem kể cho anh nghe. chuyện đàn bà mấy người tôi chẳng hứng thú, nhưng bỏ ngay cái ý định tìm cách đuổi con Thảo ra khỏi nhà đi nhá. Con Thảo nó là đứa con chính tôi đưa về làm vợ của thằng Minh, nếu tôi không đồng ý, không ai có quyền đuổi nó ra khỏi nhà. từ đầu đến cuối Huyền chỉ biết im lặng quan sát. cô đối với cái nhà này phải phòng bị hết sức có thể, một chút cũng không được sơ hở. ngoại trừ Minh và Bích. Cô không thể tin bất cứ một ai Nếu không người thất bại Người chịu nhiều khốn khổ nhất Chỉ có mình cô thôi Cô không thủ đoạn Cô không toan tính Người khác sẽ làm vậy với cô Có một câu mà dì luôn nói Người không vì mình trời chu đất diệt Câu này đúng với hoàn cảnh hiện tại của Huyền Chính Huyền không biết Mình bước qua được cái vỏ bọc Chùm lấy mình suốt bao năm qua không nữa Nhưng cô sẽ cố cố gắng phần đời còn lại có được ở bên cạnh người cô yêu thương sau tất cả thảo được ông cảnh giữ lại cô biết nhưng cô chẳng ý kiến gì cũng không hề có ý định gặp mặt cô ta để cô ta đi dễ dàng như vậy ư như thế bao oan ức cô chịu đựng ai là người trả cho cô đây cũng vì thảo cô trải qua bao cơn chết đi sống lại chỉ chút nữa thôi mất đi cả mạng sống vậy thì cô ta phải trải qua còn một người nữa Huyền phải đối phó Người này lúc nào cũng hầm hè với cô Mặc dù cô chẳng làm cái gì cả Cô cũng phải để mắt lấy cô ta một chút Tránh cho trường hợp Cô ta đâm sau lưng cô lần nữa Ánh mắt Huyền không còn ngu ngơ Không còn là con bò để cho người ta dắt mũi Cũng không phải Ai nói gì thì cũng vâng vâng dạ dạ Cô đang để ý thái độ ngọc Tức đến mức sắp ói ra máu tới nơi rồi bỗng nhiên cô ta lôi Huyền vào cuộc Huyền Thời gian đến đây chắc chịu không ít ấm ức rồi Chỉ bằng con nói hết ra Biết đâu mọi người hiểu rõ vấn đề Người cần giữ thì giữ Người không đáng giữ thì để họ đi Huyền không muốn để cô ta thỏa mãn Cô bình thản nói Dì nói chuyện gì ạ à? Con đến đây chưa chịu ấm ức nào cả Mọi người mặc dù nghiêm Nhưng đối xử với con rất tốt Còn không hề có gì ở trong lòng ạ à. Cô ta cố gắng cười, vẫn muốn thuyết phục Huyền. Bây giờ là cơ hội tốt để nói ra đấy. Không nói ra, thế thì bao giờ mới nói? Tính đến chết rồi mang xuống suối vàng luôn à, hay gì? Con bảo con không có ấm mức gì ạ? À? Sao gì bắt con phải nói? Hay gì muốn con nói dối dựng chuyện cho ai? Ngọc cứ ra hiệu cho Huyền nói hết chuyện là thảo gây ra cho ông cảnh biết, cho bà phụng biết, nhưng Huyền lại giả ngây giả ngô như chẳng hiểu chuyện gì, tức quá. Ngọc đập bàn cái dầm Ăn cái gì mà ngu dốt thế Bảo nói ra thì nói đi Nói xong câu đó Mặt Ngọc tái mét khi va phải ánh mắt mình Trời đất Nhìn Minh lúc này khác gì muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Ngọc đâu Giận dữ đến mức mắt đỏ lên lừ lừ thế kia Người Ngọc cứ thế run lên Đến mức từng câu từng chữ nói ra trở nên ấp úng Làm làm gì mà cậu nhìn tôi quá thế Sao cậu dùng ánh mắt đó nhìn người vai vế trên của cậu dù gì tôi là vợ của bố cậu Cậu đừng có mà không biết trên dưới Mình lạnh nhạt Nhưng vẻ mặt đem lại cho người ta sợ hãi vô hình Anh nhìn Ngọc rồi giọng nói đanh lại Vậy đừng động tới giới hạn của tôi Giới hạn của cậu á Giới hạn của cậu là cái gì Minh nắm chặt tay Huyền Giới hạn của tôi chính là cô ấy Bất cứ ai làm tổn thương cô ấy Cũng coi như làm tổn thương tôi Tính tôi tất cả mọi người trong cái nhà này đều hiểu rồi đấy Đừng để tôi phải nói nhiều <laughs> Cậu uy hiếp tôi à? Cậu đừng quên Trong cái nhà này ai mới là người có quyền nhất Tôi không cần biết trong cái nhà này ai có quyền Tôi chỉ cần biết Động tới người của tôi Thì nhất định phải trả giá Ngọc nghe vậy không dám nói gì thêm Đến ông Cảnh còn đang đứng yên để nghe Thì Ngọc có cái gì mà nói Chuyện mình bảo vệ Huyền Ông Cảnh đâu có quyền xen vào Nhất là khi Minh nổi giận Ông ấy cũng nhường nhịn đi mấy phần nhưng không thể để cho mọi người cãi nhau làm mất uy nghiêm ông ấy quát đại im hết đi mấy người muốn cãi nhau ấy ra ngoài đường mà cãi đừng có cãi nhau trong cái nhà này nếu không xác định cuốn gói hết đi nhưng trước khi đi ông ấy nhấn mạnh một lần nữa cái thảo đó là con dâu trong cái nhà này tôi đích thân tới hỏi nó về nếu có người nào muốn dở trò đuổi nó thì đừng có mà trách bữa cơm này ai ăn được miếng nào đâu chưa kịp ăn uống gì thì nổi loạn rồi Xác định đói hết cả lũ Mình định đưa Huyền về phòng Thì có người gọi anh đi gấp Anh bận nên đành để cô ở nhà một mình Mọi công việc anh không thể không giải quyết Huyền đi về phía sân sau bị chặn lại Không nằm ngoài dự đoán Ngọc chạy theo tìm cô Cô bình thản hơn bao giờ hết Môi mỉm cười Dì ba, dì tìm con có chuyện gì ạ à? Trái với nét mặt nhẹ nhàng của Huyền Mặt Ngọc như ai dẫm phải đuôi Cô ta nổi đoá lên Mày cố tình à Cố tình chuyện gì Gì nói gì con nghe không hiểu Mày đừng có giả ngu Tao biết thừa mày không ngu như cái vẻ bề ngoài của mày Tạo vỏ bọc tốt đấy Nhưng đừng hòng qua mặt được tao Để bây giờ con không hiểu lý do gì Dì ba ghét con Rốt cuộc vì lý do gì Dì coi con như cái gai trong mắt Lúc nào cũng muốn bỏ đi là sao Vì mày ngứa mắt mặc dù thấy mày an phận không ảnh hưởng gì tới tương lai hay bất cứ thứ gì của tao nhưng tao vẫn ngứa mắt cái gương mặt này bố mẹ con sinh ra dù khiến gì ngứa mắt con cũng chẳng muốn đổi ạ <laughs> bây giờ mày còn chả treo nữa à? mày bây giờ giỏi rồi an nói sắc sảo đấy sao bằng gì được trong cái nhà này dì luôn là người cao tay nhất mượn gió bẻ măng mượn tay người khác chiến hạ kẻ thù của mình mày nói vớ vẩn cái gì đấy hả à? Dì đừng tưởng con không biết Từ lúc con tới đây Dì thêm thắt vào đầu của Thảo những gì À mà không phải gì Mà là con hoa nó làm Nhưng không phải nó đều nghe theo lời của dì à Dì mua chuộc nó từ lâu rồi đúng không Tội nghiệp cho Thảo thật Nuôi ong tay áo rồi nuôi cáo trong nhà Chuyện này sao mày biết Ai nói mày nghe Dì muốn biết á Nhưng mà con không thích nói cho dì nghe Chả có lý do gì có phải giải đáp thắc mắc cho dì cả huyền chỉ nói thế rồi đi về phòng để mặc ngọc đứng đó ôm cục tức đến mức thở không được cô ta cay cú cô ta nổi điên nhưng cô ta không thể làm gì huyền nếu bây giờ manh động mình chắc chắn không để cô ta yên mà như vậy cái vị trí trong nhà bị lung lay chỉ có điều cô ta suy nghĩ nát óc không biết tại sao huyền có thể biết nhiều chuyện thế nhỉ chắc chắn phải có người nói cho huyền nghe nhưng người đó là ai kẻ nào nhiều chuyện như vậy huyền trở về phòng cô thấy trên bàn có tờ giấy mở ra xem thì thấy mấy chữ 9 giờ tối ở chỗ cũ huyền xé nát tờ giấy vất trong thùng rác vẫn bình thản lấy cái áo đang may dở cho minh ra may tiếp từng đường kim mũi chỉ gửi gắm yêu thương trong đó mong minh mặc cái áo này tránh được cơn gió rét bút ngoài kia đúng 9 giờ tối huyền ra ngoài cô đi vài bước phát hiện phía sau có người đi theo dõi đúng là nhanh nghi ngờ chút phải lập tức xác minh Mặc dù biết như vậy Nhưng cô vẫn đi ra ngoài vườn Nhưng cô không đến điểm hẹn ngay Cô đi vòng quanh trong đó Đến khi đi vào điểm khuất Thì cắt đuôi được hoa Cô ta đi tìm huyền Nhưng tìm mãi không thấy Nhìn thấy màu trắng lập lờ trên cây quýt Cô ta chạy tới mức mất dép Hồn phách chắc cũng bay đi tám phần Huyền đến điểm hẹn Người phụ nữ mặc áo choàng màu đen Quay lưng phía cô Ánh mắt nhìn phía khoảng đen mờ mịt Tới muộn rồi con xin lỗi Tại có người đi theo con Cắt đuôi được chưa Dạ được rồi ạ Người phụ nữ quay đầu Nhìn nét mặt bái nhợt nhạt Có chút đáng sợ Có biết tại sao Ta lại muốn giúp cô không Con không biết ạ Là bà Miên nhờ ta giúp đỡ Bà Miên Nhưng sao bà ấy lại Tính tình bái cổ quái Nhưng mà trọng tình trọng nghĩa Ai giúp đỡ bà ấy Bà ấy giúp đỡ lại thôi Có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên nhưng hôm nay dì hai gọi con ra đây có chuyện gì à chắc không phải chỉ để nói chuyện này đúng không <laughs> thông minh hơn nhiều rồi đấy không ủa công ta dạy dỗ đào tạo lại tháng ngày ngu dốt hiền lành đã kết thúc bây giờ đến lúc phải biết đứng lên bảo vệ lấy chính bản thân mình dạ con biết rồi ạ thế cô biết chuyện cô ta có người khác không chuyện gì Huyền có thể tưởng tượng ra được chứ chuyện này cô không ngờ tới sao cái thứ kinh thiên động địa này ngọc có thể dám làm chứ một biết rõ hơn ấy chịu khó mà theo dõi nghe chưa nói vậy bà bước đi huyền tò mò níu bà lại rồi hỏi dì không thích gì ba đúng không có ai thích kẻ cướp chồng mình bao giờ vậy tại sao dì biết rõ chuyện này mà dì không vạch mặt gì ba ta là người không màng gì đến chuyện thế gian nếu không phải mang ơn bà miên ta cũng chẳng nhúng tay chuyện này dù sao cô vẫn phải tự bước trên chính đôi chân mình Đừng hy vọng ta giúp cô nhiều hơn Dạ con không dám ạ Trở về phòng đi Đừng để cậu Minh đợi Bà hai rời khỏi vườn Huyền cũng nhanh chóng ra khỏi đó Ra tới sân Thấy Bích đang đứng đợi mình Bích à sao ở đây Cô đi gặp ai mà cô chẳng cẩn thận trước thế Lúc nãy em thấy con hoa nó đi theo cô đấy Em không cản nó lại là cô bị phát hiện rồi Vậy là Bích biết mọi chuyện rồi ư ừ. Kể cả chuyện bà hai giúp đỡ cô à này bích, bích biết rồi ư hả biết cái gì ạ à? ui rồi em biết cái gì đâu chuyện riêng của cô em không tiện hỏi nhưng mà cô ra ngoài muộn thế này lại gặp người đó ở vườn quýt chắc là chuyện không muốn cho người khác thấy thôi cô yên tâm đi em coi cô như chị gái em em không nói với ai đâu ạ ừ sau này có cơ hội tôi nói biết nghe bây giờ tôi phải giữ bí mật vì người đó không cho phép tôi nói không sao nhưng cô mau về phòng đi Kéo lát cậu Minh về không thấy cô đâu Rồi lại lớn chuyện Huyền vừa về phòng Còn chưa kịp ngồi xuống nghe tiếng gõ cửa Là Minh Cô mở cửa Ở ngoài trời xe lạnh như vậy Trên trán Minh lấm tấm mồ hôi Anh làm công việc gì vất vả thế chứ Hôm nay anh không ăn uống gì cả Chắc chắn bây giờ cũng đã đói rồi Anh có mệt không? Có đói không ạ? À? Em xuống bếp lấy cái gì cho anh ăn nhé Em nghĩ em khỏe lắm à Rồi còn định lo cho người khác <laughs> không phải người khác mà là chồng của em câu nói ngọt ngào khiến minh kìm không được mà kéo vào trong lòng anh ôm chặt cô mặc dù có chút khó thở nhưng cô vẫn đứng yên cô mong chờ giây phút này từ lâu rồi hạnh phúc của hiện tại phải cảm ơn quá khứ lại chợt nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai cảm ơn em cảm ơn em vì trở lại với anh lần nữa nếu không phải người con gái trong quá khứ anh muốn tìm kiếm có lẽ cả đời này cô chẳng mơ có được tình cảm của anh. Để được xem như duyên phận, một sợi dây ràng buộc cô với anh lại. Cô vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận yêu thương cô chưa bao giờ có được. Một bờ vai vững chắc cô có thể dựa vào mỗi khi mệt, một người khi cô bị ai đó làm tổn thương sẽ đứng ra bảo vệ cho cô, một người dù cả bầu trời sập xuống cũng đứng ra gánh vác. Là anh, là anh cứu vớt quãng đời còn lại của cô cô sẽ trân trọng sẽ giữ anh như giữ chính mạng sống của mình cảm ơn anh cảm ơn vì tương lai cũng vẫn là anh anh đặt nụ hôn lên trán cô rồi chuyện gì đến cũng đến môi anh chạm nhẹ môi cô mang theo ngọt ngào và những nỗi nhớ xa diết cả hai vụng dại đều là lần đầu tiên của nhau đến nụ hôn cũng bỡ ngỡ nhưng thực ra tất cả thuộc về bản năng của con người tất cả những thứ này đều vô cùng tự nhiên lại quá đỗi ngọt ngào Tay anh đặt trên eo cô Rồi kéo gần thêm chút nữa Tất cả mọi cảnh đẹp đều dành chọn cho cô Cả anh, cả trái tim anh Cả tương lai sau này nữa Bà Miên ngồi trong góc tối Cái cảm giác đau đớn cứ thế xen lẫn Nhìn trên cánh tay có vệt đen dài Thử không nghĩ cái thứ bùa chú đó độc địa như vậy Đến bà còn suýt chút nữa bị nó hại chết Nếu không phải chuẩn bị sẵn từ nhà Chắc bây giờ nằm sâu dưới mấy lớp đất nhưng cũng không phải Theo như bà ấy cảm nhận Chắc chắn có người nhúng tay Nếu không dù bà ấy có chuẩn bị kỹ tới mức nào Thì cũng sẽ bị một vết thương nặng gấp mấy lần cái vết thương hiện tại Bà lấy ít thuốc từ trong túi Sau đó rắc vào vết thương đang có dấu hiệu lở loét Cái cảm giác đau đớn đến mức bà cắn chặt răng Không cho âm thanh phát ra ngoài Cơ thể bà bỗng run lên Bà bấm bấm tay rồi nhíu mày Vẫn muốn tiếp tục à Hy vọng chỉ là cảm giác nhất thời Bà lấy khăn cuốn mấy vòng vào vết thương Cũng chỉ mấy ngày là lành thôi Không có gì làm khó được bà Tất cả những thứ phiền muộn này Đều không phiền gì tới không gian lãn mạn của Minh với Huyền Bây giờ họ chính thức thuộc về nhau Chính thức trở thành vợ chồng Không chỉ ngại ngùng của người con gái mới lớn Để cả Minh cũng vậy Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu Dù lúc đầu suy nghĩ hoành tráng nhưng đến khi vào việc anh ngơ ngơ không khác gì cô anh hỏi đi hỏi lại cô chúng ta làm gì trước nhỉ hai má cô đỏ ửng cô quay mặt chỗ khác em đâu có biết em có làm chuyện này bao giờ đâu hay anh đi hỏi mẹ ôi trời đất chuyện này anh hỏi người khác chứ thế mà anh không biết em cũng không biết chắc mẹ biết đấy anh cứ cô chỉ nói được đến đây miệng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn ừ thì không biết không kinh nghiệm hay là bất cứ gì khác nhưng con người mà Đều có bản năng Lần đầu không biết Lần sau biết thôi Ánh đèn tắt Bên trong có hai người trải qua Những giây phút ân ái ngọt ngào Bên ngoài có kẻ nắm chặt tay Ánh mắt đỏ rực Tay nắm chắc thứ gì đó Cùng cái thời điểm đó Chó nhà bà Miên rú lên từng hồi Nó lao về phía cửa đập đầu vào cửa đến dị máu Bà Miên sau đó phải trói con chó lại Nó mà chết thì hỏng hết việc rồi Bà bấm bấm tay thêm một lần Lúc này mặt mày khó coi hơn khi nãy Thật ư Muốn dồn người khác vào chỗ chết thật à Đúng là cái thứ ác độc Đã vậy thì đừng có trách Bà ấy đi sang nhà dì Huyền Gọi cửa mãi mới thấy dì Huyền mở cửa Vừa thấy bà Miên Dì lập tức cao có Bà sang nhà tôi làm gì Tôi không có cúng bái hay lấy lại cái gì đâu Bà đừng có mà rủ dê vớ vẩn Bà nghĩ tôi rảnh đến mức Tôi sang đây dụ bà cái gì chứ Thế bà sang đây làm gì? Đưa cái áo của cái Huyền đây cho tôi. Tự nhiên lấy áo của cháu tôi làm gì? Bà đừng quên, tôi là thầy lễ trong đám cưới cháu gái bà. Tôi cũng là thầy mà bà phụng hay gọi tới để cầu may mắn. Đừng có làm phật ý tôi. Biên à, liên quan gì đến tôi? Bây giờ tôi với nó có quan hệ gì đâu? Bà nói như thế với tôi để làm gì? Hơn nữa quần áo của nó tôi vứt đi hết rồi, có cái quái gì đâu mà đưa với lấy chứ? Bà Miên không nói nhiều với bà ấy nữa Tự đẩy cổng đi vào Bà ấy cứ thế chạy theo lại nhảy Này 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 Cái bà kia bà sao thế Nhà bà đâu tự nhiên bà như thế Bà có tin tôi gọi công an bắt bà không hả Rồi gọi hộ cái Bà Miên đi thẳng xuống dưới bếp Biết ngay quần áo của Huyền còn đây Bà quay lại lườm dì Huyền một phát Cái thứ lười biếng như bà Sao dọn dẹp nhà cửa Vất quần áo con bé đi đường Nhưng bà lấy áo nó làm gì tôi làm lễ, làm lễ, lễ gì mà phải lấy áo, lễ gì thì liên quan gì tới bà. bây giờ bà với nó không còn quan hệ gì. bà hỏi làm gì? ơ, cái bà này sao bà vô duyên thế? bà có đứng lại cho tôi hỏi chuyện không hả? không hỏi han cái gì hết, tránh ra cho tôi về làm việc. bà miên đẩy bái sang một bên. bây giờ phải làm lễ gấp, chỉ nếu để lỡ rất có thể tính mạng huyền bị đe dọa. bái lập một đàng lễ ở giữa sân. Xung quanh anh nến lập lòe Lúc tắt lúc sáng Tạo cảm giác kinh sợ Dì Huyền đứng ở nhà nhìn sang mấy phút thôi Đã vội chạy vào trong nhà Mấy cái thứ ma quỷ mà bà Miên vẽ ở trên sân ấy, Bà không cách nào xem cho nổi Bà Miên sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ Thì bắt đầu ngồi làm lễ Cây cối điên đảo vì gió bỗng im lặng Rồi tiếng sét nổ ngang trời Đồng giấy tiền trên sân bỗng bốc cháy dữ rồi Bà Miên tiếp tục lẩm bẩm những câu gì đó không ai nghe rõ mà đúng thời điểm đó, thứ thảo nắm chắc trong tay bỗng phát hỏa, cô ta bị cái thứ gì đó khiến cho bỏng nặng. Lúc đó cô ta muốn vứt ra khỏi tay, nhưng mà lại không hiểu sao nó dính chặt như vậy. Cô ta đau đớn khét đến khản cả giọng. Tất cả mọi người chạy ra ngoài sân chứng kiến cô ta vật vã nằm ở giữa sân mà ai cũng sợ. Mình vội chở cô ta đến bệnh viện, nhưng bàn tay bị bỏng quá nặng khiến cô ta phải vào trong phòng cấp cứu. Suốt mấy ngày Minh với Huyền ở trong bệnh viện Bác sĩ theo dõi từng ngày mà cứ lắc đầu mãi Bác sĩ gọi Minh vào trong phòng nói chuyện Minh lo lắng hỏi bác sĩ Vết thương cô ấy có thể lành được không? Tay cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu Bây giờ vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng Kháng tất cả các loại kháng sinh Khi vết thương không thể lành được Chỉ còn cách tháo khớp thôi Tháo khớp? thử không còn cách nào cứ vãn tay cối à bác sĩ? Nếu không tháo khớp vết thương nhiễm trùng dần lên trên e là lúc đấy tất cả cánh tay không thể cứu được bây giờ mời gia đình ký vào giấy để thực hiện phẫu thuật chuyện này thực sự mình không dám quyết mà cũng suốt mấy ngày nay không thấy mẹ thảo tới bình thường chỉ cần nghe thảo bị thương hay bị ốm bà ấy lập tức tới sao bây giờ lại không thấy đâu nhỉ mình bỏ biết tới nhà bà ấy tìm lúc biết quay lại nhìn có vẻ như hoảng hốt lắm có chuyện gì thế sao lại hoảng hốt như vậy cậu không biết thôi mẹ cô thảo tự nhiên phát điên em đến mà bà ấy cứ đòi nắm tóc em rồi cắt tóc em cố gắng lắm mới trốn về được đây ý ạ ôi giời đất ơi sợ chết khiếp luôn ạ sao chuyện này có thể xảy ra nhỉ rõ ràng mới mấy hôm trước bà ấy bình thường mà sao em biết cậu hỏi em em hỏi ai tóm lại bây giờ á em sợ lắm ạ nói chuyện với cậu em còn run run đây này thôi sợ quá về nhà đi ở đây cô không làm được gì cậu với cô Huyền cũng về đi thôi ở đây có bác sĩ rồi mà đừng có nói linh tinh bích về đi em biết em về ngay đây chẳng qua lo cho cô Huyền ý. còn khỏe như cậu em có lo đâu chứ tôi tự biết cách chăm cô ấy biết không cần lo bây giờ mẹ Thảo phát điên như thế Minh chính là người đưa ra quyết định ký vào giấy để tháo khớp tay cho Thảo lúc Minh trầm ngâm suy nghĩ bên ngoài thảo trong phòng đối mặt cơn đau khi hết thuốc tê cô ta nhìn vết thương băng bó chẳng chịt nước mắt không ngừng rơi thực không ngờ cái kết, kết cuối cùng như vậy muốn hại người ta rồi lại hại chính mình là cô ta quá chủ quan cô ta nghĩ bà miên không thể làm gì được cô ta nhưng bây giờ hay rồi cô ta sắp trở thành một kẻ tàn phế huyền thấy cô ta đau đớn vậy thì chạy vào trong nhưng khi cô ta thấy huyền cơn đau trong cô ta tăng lên gấp bội vừa đau đớn ở thể xác lại đau đớn luôn trong lòng cô ta cay cú cô ta luôn muốn ngay lập tức bóp chết huyền nhưng cô ta không thể làm được điều đó khi cơ thể dã rời một chút sức lực cũng không có âm thanh cô ta nói chuyện với huyền khác gì ở trong cuống họng nghe nói nhỏ nhỏ đến mức huyền lắng tai nghe mới có thể nghe được mày thắng rồi bây giờ mày có được anh ấy rồi mày sinh con nối dõi nhưng mày đừng có vội mừng vì tao không hại mày sẽ có người khác lại thôi mày đừng nghĩ người ta tốt với mày thì là tốt thật coi chừng đâm sau lưng một nhát giống như tao thôi ý chị muốn nói cái gì tao nói chuyện gì mày tự biết tao không thích nói nhiều với mày chị nói chuyện không rõ được thì đừng nói chị cứ nghỉ ngơi đi lúc nào nói được thì nói thảo không nói gì nữa đối với cô ta bây giờ đâu còn tâm trạng gì nữa đâu dù có quyền tới cỡ nào thì chẳng làm gì được huyền một kẻ tàn phế làm gì được ai cô ta bệnh viện hết khóc rồi cười nhiều lúc bác sĩ đề nghị minh chuyển cô ta sang viện tâm thần sau khi làm phẫu thuật xong nhưng minh lại không nỡ bây giờ mẹ cô ta phát điên nếu cô ta cũng thế nữa chẳng phải là quá bi thảm ư huyền là người hiểu rõ mọi thứ cô biết tại sao thảo bị thương tại sao mẹ thảo điên nhưng cô không nói với minh vì một người như minh chắc chắn sẽ không tin những chuyện đó đâu chắc là thảo muốn làm gì để hại cô rồi thế nên thảo mới nhận cái giá đắt như vậy thảo cũng chẳng ý kiến hay thắc mắc gì về việc mình bị tháo khớp tay cô ta khóc chán cười chán quay ra không cảm xúc luôn cả ngày chẳng nói năng gì chẳng đòi gặp minh cứ ngồi yên lặng ở góc phòng sau khi làm phẫu thuật cho thảo xong thì cũng mất thêm cả tháng ở bệnh viện rồi thảo cũng được xuất viện trở về nhà giờ rảnh rỗi huyền có thời gian để ý đến ngọc lời nói bà hai văng vẳng ở trong tai huyền muốn biết người ngọc qua lại là ai thử không nghĩ lại liều mình như vậy huyền nhờ bích để ý nữa thế rồi hôm ấy bích thấy ngọc lượn quanh phòng thảo không biết có mục đích gì đây suốt mấy ngày liền để ý theo dõi huyền cũng không thấy ngọc có bất cứ cái gì gọi là mờ ám nếu thực có người khác ít nhất phải đi gặp đằng này ngọc ở yên nhà không bước chân ra ngoài chẳng nhẽ người đó trong cái nhà này à không thể có chuyện đó trong cái nhà này ngoài minh làm gì có ai là đàn ông mặc dù ông cảnh là đàn ông nhưng ấy không được tính vào trong chuyện này còn minh thì càng không thể vậy chẳng nhẽ người làm người làm thì cũng có cả chục người giờ biết ai với ai mà theo dõi đúng là huyền có ý định muốn đẩy ngọc ra khỏi nhà này một phần không muốn tiếp tục phải chịu đựng thêm ấm ức Một phần cũng muốn trả sự trong sạch cho nhà họ Trần Một người phản bội như thế thực không thể chứa chấp được Thời gian này mình cũng không hay tới trang trại Anh hầu như dành hết tất cả cho Huyền Yêu thương, quan tâm và lãn mạn Trước đây lạnh lùng bao nhiêu với cô Bây giờ ấm áp bấy nhiêu Có những giây phút anh chẳng muốn làm gì Chỉ cần ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cô thôi Đủ khiến anh vui cả ngày so với trước đây sự ngây thơ của cô chẳng có gì thay đổi cô bây giờ khéo tay lắm may cho anh một cái áo đẹp mà anh mặc cũng vừa như in cô nắm tay anh thủ thỉ. lúc đầu may áo em còn sợ anh không mặc vưới ừ ngốc quá lúc ấy anh có yêu thương gì em đâu em cũng lo là chuyện bình thường thôi hơn nữa em thấy đâu có ngốc lắm đâu anh mỉm cười rồi xoa đầu cô anh biết rồi em không ngốc được chưa Em là cô bé đáng yêu nhất trên đời này Thật không ạ? À? Anh bao giờ nói dối em đâu Thì chưa Nhưng mà được anh quan tâm đối xử nhẹ nhàng thế này Em có chút không quen ạ à? Chỉ cần em cảm nhận là được rồi Không phải ai cũng đối xử tốt vậy đâu Em biết Em biết là anh tốt nhất với em Cũng biết cuộc đời này gặp anh Chính là may mắn Là hạnh phúc nhất đời em Anh kéo cô trong lòng rồi ôm chặt Sau này chỉ cần cô hạnh phúc là đủ Bản thân anh có thế nào cũng không quan trọng Hạnh phúc khiến con người ta vui vẻ hơn Nhìn xinh đẹp hơn Và khiến cho kẻ khác tức đến muốn ói máu ra ngoài Ngọc nhìn Huyền không thể nào có cảm tình nổi Kể ra con người hay thật Mình hạnh phúc thì được Nhưng người khác hạnh phúc thì lại cảm thấy ngứa mắt Đứng ngồi không yên Cô ta đi ra đi vào Hết đứng rồi ngồi xuống Cô ta cầm cái cốc uống nước ném mạnh vào tường bây giờ chính cô ta là người làm hành động ấy thay thảo hoa thấy cô ta lạ lạ liền hỏi bà bà sao thế sao thấy cô huyền cậu minh hạnh phúc với nhau bà lại không vui tất nhiên là không vui mày biết cái quái gì tao muốn đuổi con thảo đi từ lâu rồi chưa đuổi được nó đi lại còn thêm con huyền dù không phải con huyền con thảo cậu minh cũng lấy người khác thôi ạ bà cấm làm sao được ạ dù tao không cấm được Tao cũng đuổi hết chúng nó Nhất định tao không để đứa nào ở trong cái nhà này đâu Hoa bắt đầu suy nghĩ Chẳng có lý do gì Ngọc cứ phải để tâm đến chuyện tình cảm của Minh cả Chỉ có một trong hai trường hợp Nhưng nghĩ đến đây Hoa lại không dám nghĩ thêm Cái chuyện Ngọc thích Minh Chỉ có thể trong tưởng tượng Chứ mà nói ở ngoài hiện thực Cái nhà này chắc loạn thôi Bây giờ Hoa không còn chỗ nào để bấu víu nữa rồi Chỉ có thể nhất nhất nghe theo lời của Ngọc vậy mới mong cuộc sống ấm no không cần phải suy nghĩ phận đầy tớ chỉ có như thế biết làm gì khác đâu thảo được xuất viện về nhà lúc đầu bà phụng nhất quyết không cho thảo vào nhà nhưng vì thấy cô ta không nơi nương tựa huyền bàn với minh để cho cô ta ở lại những chuyện cô ta làm chỉ mỗi huyền biết huyền không nói ra vì không muốn trong nhà xáo trộn thêm dù sao bây giờ thảo danh chính ngôn thuận là vợ cả minh nếu đối xử không tốt với thảo Công việc của mình chắc chắn bị ảnh hưởng vì tai tiếng Thảo ở trong phòng cô ta Nhưng tuyệt nhiên cô ta không bước chân ra ngoài dù chỉ một bước Cơm cô ta cũng không ăn Đưa nước cô ta chẳng uống Người làm trong nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng Mình có tới nhưng cô ta nhất quyết không mở cửa Anh cũng chẳng còn cách nào đành phải về nó với Huyền Em có thể qua phòng Thảo được không? Tự nhiên anh bảo cô qua phòng của Thảo lại thấy hơi lạ có chuyện gì sao ạ? À? Mấy ngày nay không ăn uống gì Nếu tình hình kéo dài E có chuyện xảy ra Anh gọi nhưng cô ấy không chịu mở cửa Cô ấy không mở cho anh á Nhưng anh là người cô ấy luôn muốn gặp mà Anh không biết nữa Thời gian tới anh rất bận Anh không thể để ý tới cô ấy Anh nhớ em nhé Vâng không sao đâu Anh cứ làm việc của anh Em đi qua đó xem chị ấy thế nào Ừ tất cả nhớ em Trước khi đi anh để lên chán cô nụ hôn đó là thứ cảm giác lạ Vừa nhẹ nhàng lại ngọt ngào Có một số khoảnh khắc Cô nghĩ nó là giấc mơ Nhưng giấc mơ cô mãi mãi không muốn tỉnh lại Buổi trưa đấy Chính Huyền là người mang cơm đến cho Thảo Vẫn như thế Cô ta không mở cửa Huyền đứng bên ngoài nói chuyện Nhưng chắc chắn cô ta đang nghe thấy Chị định tuyển thuộc à Chị muốn lấy cái chết chứng minh điều gì Chứng minh chị là kẻ thất bại trong cuộc sống lẫn tình cảm Hay muốn lấy lòng thương hại của anh Minh nhưng tiếc quá anh ấy không thèm quan tâm đâu huyền nói đến đó cô ta nhị không được gào lên mày câm miệng ai nói với mày anh ấy không quan tâm tao anh ấy vẫn tới đây chẳng qua tao không muốn gặp tôi chị không muốn gặp anh ấy vì cánh tay của chị chứ gì nếu đúng thì sao nếu tao nói đúng mày trả lại cánh tay cho tao à bây giờ mày là người thắng cuộc nhưng mày đừng có tự đắc trong cái nhà này không phải chỉ có một mình tao muốn hại mày nếu không phải tao Thì cũng là người khác biến mày trở thành kẻ khốn đốn nhất trên đời này Tôi chẳng sợ Tôi chẳng sợ ai bày mưu tính kế hãm hại tôi Chỉ sợ kẻ đó không có sức để mà hại tôi thôi Cánh cửa phòng mở ra Huy giật mình khi thấy Thảo Chỉ mấy ngày mà nhìn cô ta người không ra người Ma chẳng ra ma Đầu óc bù sù, Quần áo rách dưới như một kẻ ăn cơm đầu đường xó chợ Cô ta giành lấy khay cơm trên tay Huyền Rồi ngồi vào một góc ăn đi chết đói Ăn đi chưa bao giờ được ăn Ăn đến mức chết nghẹn Nếu không phải Huyền kịp đưa nước cho cô ta Chắc cô ta về với tổ tiên rồi Cô ăn từ từ thôi Có ai tranh phần cô đâu mà ăn nhanh thế Cô ta không trả lời Nhưng đưa mắt lườm Huyền Chỉ mấy phút cô tan hết cơm Huyền mang tới Mà hình như vẫn đói Huyền nhận ra điều đó liền nói với cô ta Để tôi bảo người mang thêm cơm tới cho cô Bảo bọn họ mang thêm trái cây Cả bánh kẹo nữa Bây giờ chỉ có tâm hồn ăn uống là trở lại rồi Cô ta trừng mắt với Huyền Ta muốn sống Ta muốn sống nhìn người khác hãm hại mày Muốn sống để xem Mày thê thảm thế nào Mày nghĩ anh Minh yêu thương bảo vệ mày đến hết cuộc đời này á Không có chuyện đấy đâu Mày biết sao không Tôi không cần biết Tôi chỉ cần biết hiện tại anh yêu thương tôi Tất cả mọi thứ đều dành cho tôi Đối với tôi thế là quá đủ Tương lai sau này dù anh ấy thay đổi thì cũng chẳng sao Vì tôi biết tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi Thứ thay đổi dễ nhất chính là tình cảm Nhưng tôi biết chấp nhận Tôi không bao giờ ngu ngốc như chị Hại người khác không được rồi thành hại chính mình Cô ta không nói lại được Huyền lên nổi cơn điên Cô ta la hét đập phá mọi thứ trong phòng để Huyền ra ngoài Dĩ nhiên Huyền chẳng ở lại làm gì Cô không muốn thêm phiền phức vào người bây giờ thảo chịu ăn uống rồi sẽ không phải đến mức bị chết đói trong nhà họ trần này cô coi như hoàn thành lời hứa với minh thực ra mấy lời nói khi nãy cô nói với thảo cũng chỉ là dối lòng nếu một ngày nào đó minh thay đổi không yêu thương cô nữa cô chẳng thể vui vẻ chúc phúc cho minh được còn chuyện trở thành thảo thứ hai hay không cô không dám chắc nữa con người ta có thể mất đi tất cả mọi thứ trừ lương tâm những kẻ ác độc thường không có kết quả tốt mình không có ở nhà Tâm trạng huyền lại không được vui Cô đi ra phía sau nhà Rồi vòng ra vườn cây ăn trái Rồi cô vô tình gặp hoa Lẽ ra chẳng có chuyện gì Nếu như dáng vẻ hoa không lén la lén lút Như làm chuyện gì đó khuất tất Cô âm thầm đi theo hoa Hoa đi tới một nơi lạ lắm Nơi này dù ở nhà họ trần khá lâu Nhưng huyền chưa từng đặt chân tới Cũng bởi vì nó ở tít phía cuối khu vườn Khá xa so với nơi ở Bỗng nhìn có một người đàn ông xuất hiện sự có mặt của người đàn ông khiến cho huyền ngay lập tức lấp vào gốc cây quýt để tránh bị phát hiện huyền thấy hoa đưa cho người đàn ông ấy thứ gì đó hình như là một mảnh giấy tại sao hoa phải lén lút tới tận nơi này để gặp người đàn ông kia nhưng anh ta là ai chắc chắn không phải người làm trong nhà này rồi người làm trong nhà không thể nào ăn mặc sang trọng như thế được rồi huyền lại thấy hoa đưa cho người đàn ông ấy một cái túi nhìn rất giống tiền hoa bây giờ là người thân thiết bên cạnh ngọc chắc chắn những việc làm này là làm cho ngọc rồi huyền đoán như thế bởi hành động giữa hoa với người đàn ông này rất có khoảng cách không thể nào có chuyện hoa đi gặp người đàn ông của mình mà đứng xa như vậy khi chẳng có ai lại không có bất cứ hành động gì thân mật lúc hoa trở về còn gúi đầu chào anh ta khiến suy nghĩ của huyền càng thêm chắc chắn người đàn ông này rất có thể chính là nhân tình của ngọc chỉ cần theo dõi sát sao sớm muộn gì cũng có phát hiện hay ho sau khi chắc chắn cả hoa và người đàn ông đã rời khỏi huyền tới cuối khu vườn nơi này có vẻ âm u hơn tất cả những nơi khác trong nhà và huyền cũng đã phát hiện ra có một lối có thể ra ngoài hóa ra từ trước đến giờ người đàn ông đó vào trong nhà này bằng cách trèo tường ở cái nơi hoang vu không ai để ý tới có trèo vào ăn ngủ ba ngày đêm cũng không ai biết nếu không phải tình cờ Chắc chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được Sau khi biết chuyện không nên biết Huyền chẳng còn biểu cảm gì phức tạp cả Bây giờ tất cả tâm tư của cô để hết trong lòng Vì cô biết nếu như lộ ra ngoài Người thiệt thòi chỉ có mình cô thôi Vừa bước tới sân Huyền giật mình khi thấy Ngọc Cô ta có biểu hiện khác lạ khi thấy Huyền đi từ trong vườn cây ra Mặc dù không ưa gì Ngọc đâu Nhưng phép tắc trong nhà Huyền vẫn phải tuân theo cô cúi đầu chào cô chào gì ba không dám nhà này bây giờ ai dám nhận lời chào của cô nữa con không biết mình làm gì sai ạ à? không biết á đấy cả vợ cả cậu minh bị cô bức cho phát điên rồi khi những người trong nhà sớm muộn gì có khi cũng bị thế thôi con nào có tài giỏi đến mức đó à nếu ai đó thực sự bị con làm cho tức đến phát điên chứng tỏ người đó không có bản lĩnh còn trong cái nhà này tự bảo vệ bản thân mình được đã là may mắn không nói gì đến chuyện hãm hại người khác Cô mà cần phải che chở mình á Có ai lại không biết Cô bây giờ được cậu Minh yêu thương che chở đâu Con được yêu thương Đó là phúc phần của con Giống như dì ba vậy Được bố con hết lòng yêu thương Cũng là phúc phần của dì ba đấy thôi Đâu ai tranh giành gì với gì đâu Con cũng nào có ghen ăn tức ở gì với gì Đừng có mà hỗn Nãy giờ con nói chuyện đàng hoàng lịch sự ạ Sao dì lại nói con hỗn Mày đừng tưởng tao không biết Mày đang châm chọc tao Đừng có nghĩ bây giờ được yêu thương Sau này không bị ghẻ lạnh Đừng có lên mặt Thân phận con với gì Cũng như cấp bậc đều hoàn toàn khác nhau Muốn dĩ chúng ta đâu liên quan gì Trong vấn đề tình cảm đâu à gì Sao gì cứ khiến con liên tưởng một chuyện thế Chuyện gì Chuyện này nếu nói ra Chắc chắn khiến nhiều người có khi sốc đến mức ngất luôn Tại chỗ không chừng đấy ạ Cô muốn nói cái chuyện gì nói rõ đi Đừng có mở mở cái kiểu đó con không thể nói rõ được tất cả những chuyện này là suy nghĩ của riêng con không thể áp đặt lên người khác mà những chuyện gì con chưa dám chắc con cũng chẳng nói ra làm gì vòng vo vò cả buổi chẳng được kết tích sự gì hết nói chuyện chỉ thấy mất thời gian huyền định nói với cô ta về chẳng ham hố gì nói chuyện với cô ta đâu vốn dĩ ưa gì nhau đâu mà nói chuyện hợp chứ dạo này không thấy bà phụng đả động gì đến cô cả cũng chẳng thúc giục sinh con nối dõi Cô cứ ốm đau thất thường, lúc khỏe lúc yếu, cũng không tới hỏi thăm bà em mỗi ngày. Huyền ghé qua phòng bà Phụng, lúc này cửa không đóng, thế là Huyền cứ thế bước vào trong. Bà Phụng ngồi trên giường, tay cầm chặt con búp bê, nhưng khi nhìn thấy Huyền, bà ấy chẳng thể ý định giấu nó đi, dù trên người con búp bê gắn chằng chịt là kim. Lúc Huyền thấy nó, Huyền cũng hoảng hốt chứ, chính cô là người từng trải qua cái cảm giác đau đớn, tưởng cơn đau khiến cô như chết đi sống lại. Cô cứ thế đứng im lặng đến khi bà lên tiếng. "Con không thắc mắc mấy cái này à?" Bà ấy chỉ đống búp bê trên giường, có tới 5 6 con chứ chẳng ít đâu, nhưng mục đích của việc tạo ra những con búp bê này Huyền không dám nói vì cô cũng không biết chắc. Cô trả lời bà, "Con không dám hỏi ạ." À? Bà Phụng chăm chú nhìn mấy con búp bê rồi lại nhìn phía Huyền. "Trước đây ta từng có cuộc sống hạnh phúc, được yêu thương, được cười mỗi ngày. Từ khi ông ấy có người phụ nữ khác, Ta không còn là gì trong mắt ông ấy nữa Chỉ còn cái mác vợ cả Mỗi khi ông ấy đưa người phụ nữ nào về nhà Hoặc ta biết ông ấy có người phụ nữ nào bên ngoài Thì ta làm con búp bê Không thể làm gì được họ Cũng chẳng thể đuổi họ ra ngoài Ta chỉ biết đem sự tức giận của mình Chút lên những con búp bê này Nhưng giờ phút này ta thực mệt mỏi rồi Ta không còn hơi sức để làm trò vô bổ Cuộc đời này chắc cũng đến lúc dừng lại khi một người phụ nữ trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời Nói ra những điều tiêu cực là khi họ gặp chuyện gì đó kinh khủng Đây là suy nghĩ của Huyền sau khi nghe bà Phụng nói chuyện Huyền bắt đầu lo lắng cho bà ấy Mẹ à, có chuyện gì xảy ra với mẹ thế? Ta luôn cố gắng vun đắp gia đình này Cố gắng làm mọi thứ để có thể bảo vệ được vị trí của mình Cũng như của con trai Đám cưới con về là tham vọng đứa con trai nối dõi Cũng chỉ vì vị trí của ta thôi từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ cho người khác con có ghét ta không con chưa bao giờ ghét mẹ sẽ chẳng có ai làm việc gì đó mà không lý do con cũng như thế thực ra con gả vào nhà họ trần với mong muốn thoát được cuộc sống khổ sở dù lúc đó anh minh không hề yêu thương gì con suy cho cùng con chỉ là người con thực dụng thôi đừng chà đạp chính mình lúc ấy con không có sự lựa chọn vì một khi ta đã muốn ta tìm đủ mọi cách để đạt được. Nhưng hôm nay con thấy mẹ lạ quá. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế ạ? Ai là người khiến mẹ muộn phiền như thế? Lúc đầu thì là bà hai, rồi tới bà ba, chưa kể bên ngoài có biết bao phụ nữ, nhưng ta luôn nhẫn nhịn, vì ta biết vị trí trong nhà của ta không ai thay thế được. Nhưng cho tới hôm nay, khi ông ấy muốn lấy thêm bà tư, ta không còn muốn chống đỡ hay làm bất cứ chuyện gì nữa. Lấy thêm bà Tư à Nhưng người đó là ai Con có thấy bố đưa về nhà bao giờ đâu ạ à? Ta cũng chỉ mới biết cách đây không lâu Bây giờ chẳng thiết tha gì Kể cả cái cuộc sống này Mẹ à, mẹ đừng nói thế Có có con, có có anh Minh mà Thôi được rồi Chuyện này cũng đã vậy rồi Chưa sau gì tất cả mọi người trong nhà cũng sẽ biết Con không cần lo lắng gì Mẹ tự có cách giải quyết của bản thân mình còn ra ngoài đi mẹ muốn được nghỉ ngơi bà ấy nói vậy Huyền chẳng có lý do gì để ở lại cô đành phải ra ngoài dù trong lòng thực không muốn dù sao bà ấy cũng là mẹ của mình là mẹ của người đàn ông cô yêu thương cô không thể không lo cho bà ấy Huyền định đi về phòng của mình thì gặp Ngọc cô vẫn chào hỏi bình thường chẳng có lý do gì mà phải tránh Ngọc cả cô chào gì ba gì đi đâu thế hả đi đâu cô hỏi làm cái gì dì ba đi xem mặt dì tư à à nói vớ vẩn dì tư nào trong cái nhà này chỉ có ba người làm vợ bố cô chứ làm gì có cái dì tư nào đây chứ thế là dì chưa biết tin à con tưởng dì biết rồi cô nói cái gì biết cái gì thế mà con cứ nghĩ dì biết rồi nên con mới hỏi thế dì chưa biết thì đi hỏi bố ấy chẳng tự nhiên mà bố về đây ạ à? nhìn cái mặt cô tôi thấy có gì đó rất đều rồi sao dì nói thế ở nhà này ai không biết con hiền lành Chính gì cũng nói con hiền đến mức ngu ngốc cơ mà Cô bây giờ không còn là con huyền khi mới bước chân vào cái nhà này nữa Cô sắp thành yêu tinh yêu quái đến nơi rồi Hiền lành cái nỗi gì Dạ gì nói thế con buồn đấy ạ Người đời cậu Minh trong cái nhà này yêu thương hết lòng Có cái quái gì khiến buồn được nhỉ Thôi dì đừng nói chuyện với con làm gì cho mất thời gian ạ Dì mau mau đến tìm bố con ấy Chắc chắn dì được gặp dì tư thôi ngọc nghe huyền nói xong lập tức rời đi chắc là trong lòng vô cùng lo lắng đây sau khi ngọc đi rồi bích từ đâu tới chắc hẳn cũng nghe thấy hết mọi chuyện nên hỏi huyền dì tư là ai thế hả cô là người bố tôi lấy làm vợ ấy nhưng mà sao không ai biết chuyện thế hả bây giờ biết rồi còn gì cô huyền ơi em có chuyện thắc mắc mãi không dám hỏi chuyện gì bích cứ hỏi đi tôi với bích có cái gì đâu mà ngại tại sao cô không nói hết mọi chuyện cho bà chủ nghe để bà chủ đuổi Thảo ra khỏi nhà Rõ ràng cô ta hại cô thê thảm như thế Vì có một người nữa tôi muốn phải ra khỏi nhà này Mà nếu muốn người đó đi khỏi cần sự giúp đỡ của cô ta Ý cô muốn nói Đúng cô ta tạo ai tác quái trong cái nhà này cũng đủ lâu rồi Nhưng bây giờ có sự có mặt của bà Tư em e là không ổn ý Biết nghĩ mẹ chồng tôi để bà Tư đó bước chân vào đây ư Nếu đơn giản như vậy Có bà năm bà sáu bà bảy rồi Nói gì đến bà Tư nhưng mà khi ông chủ lấy bà hai rồi bà ba, bà cả có làm gì đâu ạ? À? ngay cả khi mấy bà ấy ở trong nhà tao oai tác quái, bà cả cũng không làm gì được ạ. À. trước đây khác bây giờ khác rồi. đấy là do Bích không hiểu thôi. gia thế của Ngọc không phải dạng vừa đâu. em đúng là không hiểu thật. nhưng mà cô ơi, liệu Thảo có thể giúp cô đạt được mục đích không? bà ba không phải dạng vừa đâu ạ. À. đã là con người, ai không có điểm yếu? Ngọc cướp đi người thân thiết nhất bên cạnh Thảo cô ta sẵn sàng đẩy ngọc ra khỏi vị trí cao xa mà ngọc đang có đây cũng là chuyện bình thường thôi mà mặc dù bích không hiểu hết những gì huyền nói nhưng bích một lòng ủng hộ huyền từ một cô gái ngây thơ hiền lành bị những con người đây ép đến mức muốn trở thành con người thủ đoạn luôn rồi Nhưng suy cho cùng tất cả những gì huyền đang làm chỉ để bảo vệ bản thân mình thôi nếu cô không tự mình tự vệ thì chẳng ai giúp đỡ được cô kể cả mình Huyền để gặp Thảo Cô ta ngồi lì trong phòng không ra ngoài Nhìn thấy Huyền cũng chẳng tỏ ra hứng thú Hay là bực bội nào Nói chung chẳng có thái độ gì Nói chuyện cũng hững hở Cô tới đây làm gì Để cười vào mặt tôi à Em cười thế nào để vào mặt chị Chị có bố đứng ra bảo kê mà Vậy cô tới đây làm gì Em tới đây vì chúng ta là đồng minh Tôi với cô á Cô đùa tôi à Chẳng phải đối với cô tôi luôn là cái gai ư Chúng ta không chỉ là đồng minh Mà chị đang nợ em một mạng Em giấu tất cả mọi chuyện để không ai biết Thì chị phải biết giúp em một chuyện gì đó chứ Cô muốn cái gì Muốn gì thì nói nhanh đi Em muốn chị giúp em một chuyện Huyền thì thầm và tai thảo Nghe xong rồi cô ta không tin được Những gì mà Huyền đang nói Chuyện này sao có thể Một người sống sung sướng trong tình yêu thương Không lý nào dở chứng được Vậy chị chưa nghe người ta có câu Sướng quá hóa điên à cô biết rõ mọi chuyện rồi sao không tự mình làm cô lô tôi vào làm gì bố đâu ưa gì em ông ấy chỉ thích mỗi chị thôi nếu chị làm tốt chuyện này chị vừa có thể loại bỏ được cái gai trong mắt vừa có thể trả hết ơn cho em chúng ta coi như huề nhau cô ngu thật hay cô giả vờ ngu tôi muốn lấy cái mạng cô cô không những không nói ra cho ai biết mà còn để yên cho tôi ở lại cái nhà này bây giờ chỉ cần tôi làm một việc còn con như thế đủ để xóa hết nợ nần rồi là đầu ông em đơn giản thôi, chỉ suy nghĩ nhiều quá làm gì. Có thể tin được à? Tin hay không thì tùy chị thôi. Nếu chị hợp tác với em, mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp. Nếu không, ý, cả chị và cô ta, em sẽ không để yên. <laughs> cô được lắm, cô có vẻ thay đổi nhiều rồi đấy. Tất cả nhờ vào ơn của chị, em nào có tự làm được gì đâu. Thảo bây giờ gần như tay trắng, mẹ thì phát điên, cô ta thì bị ghẻ lạnh. Bây giờ nếu bị đuổi ra khỏi nhà này Quay về nhà cũng chỉ một thân một mình Cô ta không muốn Hơn tất cả cô ta không muốn thất bại Sẵn tiện cũng đang ghét Ngọc Đuổi cô ta ra ngoài đường cũng thú vị Ngọc đứng trước cửa phòng ông Cảnh Cô ta chẳng kiêng nể gì Đập cửa rầm rầm Ông Cảnh trong phòng cũng khó chịu ra mặt Nữa nào, nữa nào láo tét thế Dám đập cửa phòng của ông Ông ra bây giờ, ông vả cho vỡ cái mồm Ông Cảnh vừa chửi toáng lên Vừa đi ra mở cửa Lũ ông ấy mở cửa ra Thấy Ngọc lập tức thì nhăn mặt Bà làm cái quái gì thế? Tôi điếc đâu mà đập cửa dầm dầm thế hả? Tôi tưởng ông ở trong phòng hú hí với con nào Điên à? Con nào là con nào? Cô ta đập tay xuống bàn cái rầm Rồi lại thêm lần nữa Khiến cho cảnh giật nảy mình Lạ cái quái gì thế hả? Ông nói cho tôi biết đi Con đấy là con nào? Bà muốn hỏi ai? Ông ăn chơi trác táng bên ngoài Tôi không nói một câu nào Bây giờ ông định lấy vợ về nữa Ông muốn lấy thêm bà Tư à? Ờ, chuyện này... Ngọc chỉ thẳng tay mặt ông cảnh. Ông đừng có bố láo. Ông lấy thêm con nào nữa về cái nhà này tôi cắt. Tôi cắt, ông nghe chưa? À, dạo này gan to bằng trời. Dám chỉ thẳng tay vào mặt tôi à? Bà nghĩ bà là ai? Bà là ai mà tôi phải sợ? Đến cả bà Phụng oai phong lẫm liệt kia tôi còn chưa sợ. Bà nghĩ tôi sợ bà đấy à? Không sợ thì thử đi, con này không ngán cái gì bao giờ Lúc hỏi lấy tôi Ông thề sống thề chết không lấy thêm ai nữa Bây giờ chưa được bao lâu Ông thích dở trứng à Ông lại ngứa rồi à Này đừng có láo tuét nha Không là thằng này đuổi thẳng cổ đi đấy Ông dám Ông dám đuổi tôi á Tôi thách cả nhà ông Đừng để tôi điên lên nghe chưa Tôi mà điên lên á Tôi cho ngồi tù mọt gông đấy Bà im miệng đi Bà đừng tưởng bố bà có tí chức tí quyền Bà lên giọng với tôi Bố tôi không có tí chức tí quyền Tôi vẫn lên giọng được với một kẻ không ra gì như ông Tất cả những thứ xấu xa từ trước đến giờ ông làm tôi biết hết đấy Kể cả chuyện ông cưỡng hiếp con gái nhà lành Ngọc nói đến đây Ông cảnh vội vàng chạy tới bịt miệng cô ta lại Ông ta nhìn răng ken két rồi gằn giọng Bà nói bé bé cái mồm thôi Bà nói thế để cho người ta nghe thấy à Ngọc hất tay ông ta rồi trợn mắt Đứa nào nghe thấy cho nghe luôn Có tật thì giật mình không phải nói nhiều Nhưng bà nghe ai nói cái chuyện tôi sắp lấy vợ tư Đứa nào nói với bà Đứa nào nói không cần biết Ông chỉ cần biết đừng ngu trêu tức tôi Không thì cả nhà ông ra đường hết đấy Bịch bên ngoài nghe không sót một chữ Về cuộc cãi vã giữa ông Cảnh với Ngọc Ngay sau đó Bích chạy về phòng Huyền Đem tất cả những gì nghe được kể lại cho Huyền Rồi hỏi cô Bước tiếp theo chúng ta làm gì hả cô Ngọc đe dọa được bố tôi Với tính cách ông ấy Chắc chắn bây giờ đang cay cú Bước tiếp theo chỉ cần chờ xem Thảo có làm được việc hay không thôi Lỡ cô ta lật mặt Quay về hợp tác với Ngọc để hại cô thì sao Bát nước hất đi rồi Biết nghĩ lấy lại được bao nhiêu Hai người đó vốn dĩ không còn niềm tin dành cho nhau Hợp tác cũng nghĩa lý gì đâu Cô ta sẽ không ngu ngốc đến như vậy Đúng như những gì Huyền nghĩ chỉ ngay sau khi biết ông cảnh với ngọc xảy ra cãi vã thảo lập tức đến tìm ông cảnh đang trong cơn tức giận nhưng khi thấy thảo ông ấy cũng không hề nổi nóng con đang ốm sao không trong phòng nghỉ ngơi tìm bố làm cái gì đây không phải bố nói với con không để ai đuổi con ra khỏi nhà này ư con đến đây tìm bố không phải vì chuyện ấy ạ à? thế tìm bố làm gì con vào phòng nói chuyện được không ạ à? chuyện này không thể để cho người khác nghe được rồi vào phòng đi Đi vào đi rồi nói chuyện Sau khi Thảo bước vào trong Ông Cảnh đóng cửa lại Ông ấy đi đến chỗ Thảo Bất chợt nắm tay cô ta Cô ta cũng lập tức rụt tay lại Bố làm gì thế Không có gì Nhưng con định nói gì với bố đây Con muốn nói chuyện về Ngọc ạ Sao lại gọi tên gì ba như thế Nếu để người khác nghe được không hay đâu Vậy nếu để người khác biết Bố tán tỉnh con thì có hay không ạ Đừng có nói linh ta linh tinh bố chẳng qua thấy chồng lạnh nhạt với con cho nên muốn an ủi con chứ hoàn toàn không có mục đích gì cả vậy à con tưởng bố nhất định giữ con lại là có mục đích cơ ông cảnh đi từng bước phía thảo một bước đi của ông khiến cho thảo ghê tởm hơn chút lại thêm một chút thứ luôn muốn tránh né bây giờ bắt buộc phải đối mặt nếu trước đây lúc thảo có xinh đẹp lành lặn thì không nói làm gì bây giờ thảo đã cụt buộc cánh tay mà ông ấy vẫn còn muốn thảo không biết do sức hút của thảo quá lớn Hay cái máu dâm dê trong người ông ta Không còn thuốc nào để chữa Ông ta đi đến cạnh thảo Rồi nói với thảo Con bây giờ ấy, hoàn toàn trở thành người phụ nữ bị gẻ lạnh Nếu không ai quan tâm Sớm muộn gì con cũng phải ra khỏi cái nhà này Nếu đồng ý Thì theo bố Bố bảo vệ con Nghe nào bố trước đây là người yêu của mẹ con à Bố tính ăn cả trâu lẫn nghe à Vậy thì có là gì đâu trên đời này có cái gì mà không thể xảy ra Có cha của bố không biết trân trọng con Thế thì bố làm điều đó thay Suy đi tính lại Chỉ mỗi mình ông Cảnh có thể bảo vệ được Thảo lúc này Nhưng cái mảng trinh cô ta cất công bảo vệ Để dành cho Minh Bây giờ phải đẩy nó lên một cái giá cao hơn chứ Vì đâu sau này ăn sung mặc sướng cả đời Mặc dù như vậy Cô ta không quên chuyện về Ngọc Cô ta liền nói với ông Cảnh Có có chuyện này muốn nói với bố cái chuyện không liên quan để qua một bên đi ạ, con có chuyện gì quan trọng hơn à con muốn nói chuyện với vợ của bố ạ, con muốn nói tới bà nào? thời gian này bố chỉ con một người duy nhất là vợ bố thôi mà, không phải, thời gian này bố chỉ để ý mình con thôi, con nói chuyện này để nói sau rồi mà bố, con đang nghiêm túc, bố cũng nghiêm túc, nhưng mà con nói chuyện của mình đi, bố đang nghe đây, vợ ba của bố giờ trò bên ngoài, bố có biết không hả Giờ cho gì Mèo mả gà đông chứ còn gì nữa Vơ vẩn Chuyện này sao xảy ra được À mà nghe nói bố định lấy thêm vợ Qua lại chơi bời Chứ lấy làm gì Hơn nữa bây giờ bố có mục tiêu mới Không cần thiết phải đi ra ngoài Bây giờ bố chăm chỉ ở nhà Để gần gũi với con hơn Vừa dứt câu này Ông ta vỗ bốp và mông thảo Cô ta giật mình như không phản ứng gì Để yên cho ông ta muốn làm gì thì làm Thấy Thảo như vậy Sẵn tay ông ta vỗ thêm phát nữa Ánh mắt sáng bừng Còng thật đấy Con nói bố nghe một chuyện Quan trọng bố tin con hay không đã Con nói gì mà bố chẳng tin Con cứ nói Dạ con nghi ngờ gì ba có nhân tình bên ngoài Ông Cảnh lập tức phủ nhận Không thể có chuyện đó Ngọc đi theo bố nhiều năm như vậy Hơn nữa cũng có con Chứ không phải không có Làm gì có chuyện đi theo người khác được Ai à, biết được đứa trẻ đó có phải con của bố không Biết đâu lại là con của một người đàn ông khác Gớm đừng có nói linh tinh Ngọc không phải người như thế Muốn biết gì ba có phải người thế hay không Chúng ta theo dõi là được mà bố Theo dõi cái gì Không cần phải theo dõi đâu Chẳng phải bố chán gì ấy rồi à Sẵn tiện có lý do để dế không ở đây nữa Không vướng bận bố với con nữa Nghĩa là con đồng ý à Con sợ bố chê ba con thôi vì bây giờ con cũng không còn là cô gái xinh đẹp nữa rồi Con đã bị cụt mất một tay rồi Có cái gì đâu mà quan trọng Quan trọng chỗ ấy còn nguyên là được Ông Cảnh kéo Thảo vào góc phòng Một tay bóp thẳng vào cơ thể cô ta Mà cơ thể thiếu nữ Sao có thể không khiến người ta động lòng Bố, bố vội gì chứ Để xong hết mọi thứ Chẳng ai ngăn cản được chúng ta nữa Cũng đâu cần phải lén lút thế này đâu bố Nhưng bố thèm lắm Bên ngoài bố thiếu gì phụ nữ Hèm thường gì đứa tật nguyền như con Từ ngày con bước chân về cái nhà này Bố đã khao khát rồi Mỗi ngày thấy con ấy Thực sự bố cứ quần cuộn quần cuộn 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 ấy Con không biết được đâu Mỗi lần thấy con bố không kiểm soát được ấy Bố Mấy cái câu này mà để người ta nghe được là không hay đâu Gớm ừ, Có ai ở đây đâu mà nghe Chiều bố tí đi một tí thôi Thảo Không được Làm sao con dâng cái trinh trắng của mình cho bố một cách dễ dàng thế được Cái gì Trinh trắng á con đùa bố à Con lấy thằng Minh một thời gian dài vậy rồi Làm gì có chuyện con trinh Thế mà còn nguyên đấy bố ạ à, Con trai bố có bao giờ đụng vào con đâu Thế có nghĩa con không có con Không phải con không đẻ được Mà là thằng Minh nó không động chạm vào con à <laughs> Bố nói đúng rồi đấy Chả bố thì sư thằng ngu mơn mởn thế này mà nó không biết đường hưởng á Rồi ông ta cười phá lên ai à, lâu lắm rồi mới có cảm giác khoan khoái thế này Đàn bà con gái bây giờ mất nét hết cả Không đứa nào giữ được trinh trắng Con nói bố nghe Con thích cái gì thì bố chiều Có thật bố đáp ứng tất cả không ạ Đương nhiên Con muốn gì bố cũng sẽ cho con hết Kể cả khi con muốn trở thành chủ nhân ngôi nhà này Ê cái này phải từ từ Để bố suy nghĩ Nhưng mà con muốn sống cuộc sống Vinh hoa phú quý quyền lực Thế thì bố có thể cho con Bố giữ lời hứa đấy Thì đương nhiên Nói xong câu đó Ông Cảnh nắm tay Thảo kéo thẳng lên giường Ông ta không ngần ngại Thực là quá hấp dẫn con ạ à. Khi con người ta bước vào đường cùng Cái gì cũng dám làm Kể cả những chuyện loạn luân kinh tưởng Bích bên ngoài cũng chứng kiến hết mọi thứ Cô bịt lấy miệng mình để không hét lên Những thứ xảy ra trong căn phòng Quả thực nó ghê tởm đáng sợ Lúc đi ngang qua phòng ông Cảnh chợt nghe tiếng hét tò mò nhìn vào Không ngờ người trong căn phòng kia chính là Thảo Sợ bị phát hiện Bích vội rời khỏi Chạy thẳng về phòng Huyền Mà tim Bích như muốn rớt ra ngoài Nhìn nét mặt của Bích Huyền cũng lo lắng Em sao thế? Sao nhìn em hoảng hốt vậy? Bích rót ly nước uống một hơi hết sạch Hít hơi sâu rồi nói với Huyền Ôi trời đất, cô không tưởng tượng được có chuyện gì đâu Kinh khủng luôn ý Mà sao lại có chuyện này xảy ra trong ngôi nhà này được nhỉ? Không thể hiểu nổi Mình nói chuyện gì? Có có chuyện gì không thể xảy ra trong ngôi nhà này à? có chuyện gì kinh khủng hơn những chuyện mà chúng ta biết à Hay, em nói ra cô lại chẳng ngã ngửa chứ nó kinh khủng hơn cả những chuyện cô với em biết cơ nói nhanh đi xem nào tôi tò mò chết đây này khi nào em thấy cô thảo trong phòng của ông chủ đấy ừ thì làm sao u trời đất cô đúng là có những suy nghĩ đơn giản tất nhiên có chuyện không những cái chuyện mà còn nói chuyện tay chơi ấy. có chuyện gì thì nói thẳng ra ấp úng làm gì cho mất thời gian Em thấy Thảo trên giường ông chủ Hả? Ý Bích Bố chồng tôi với Thảo loạn luân á Úi dồi ui, bé bé cái mồm thôi Người khác nghe được thì sao Tôi, tôi không tin chuyện này đâu Thì chính mắt em thấy Em còn không tin cơ, nói gì đến cô Bây giờ phải làm sao đây à cô Có ông chủ bao che Kiểu gì Thảo cũng là mây làm gió ấy. Huyền nghĩ một lát rồi nói với Bích Chuyện này Bích đừng nói cho ai nghe nhá Để Thảo giải quyết xong việc của Ngọc đã Rồi chúng ta nghĩ cách Em đâu có dám nói ai nghe Tất cả là nghe lời cô hết đấy Huyền chưa từng nghĩ Thảo sẽ đi nước đáng khinh này Đúng là bị dồn vào đường cùng Chuyện gì người ta cũng nghĩ ra được Nhưng suy cho cùng Nước đi này của Thảo giúp cô ta đi thẳng xuống địa ngục Chứ không thể đem lại vinh hoa phú quý Đàn ông ham sắc như ông Cảnh Liệu thủy chung với mỗi cô ta Hay là chỉ vài ba ngày đầu Chuyện trái luân thường đạo lý thế này Sớm muộn cũng kết thúc thôi Thảo từ phòng ông Cảnh đi ra Trên môi cô ta là nụ cười nhạt Đến mức khóe mắt sau đó ướt nhòe lúc nào chẳng hay Thật không nghĩ có ngày bản thân bước vào con đường đầy mảnh sành như vậy Sơ sảy lập tức đổ máu Nhưng cô ta không hề có cảm giác hối hận Đối với cô ta Đây là lựa chọn duy nhất còn sót lại Ngoại trừ lựa chọn rời đi Gạt nhanh giọt nước mắt Cô ta đi thẳng tới phòng Huyền Lúc này cuộc trò chuyện giữa Huyền với Bích kết thúc Nghe tiếng gõ cửa Bích mở cửa ngay Nhìn thấy Thảo Bích không mấy ngạc nhiên Chỉ có điều lúc này Cảm giác ghét bỏ tăng lên vài phần Thảo chẳng nhìn xem thái độ Bích dành cho mình thay đổi gì không Cô ta lập tức bước chân trong phòng Nhìn thấy Huyền cô ta mới hỏi Bao giờ có thể đưa ông Cảnh đi bắt gian Cái xưng hô của Thảo đối với bố chồng Có sự thay đổi không hề nhẹ Từ gọi bằng bố Bây giờ chuyển sang gọi thẳng tên Bà Phụng nghe được chắc chắn tức ói ra máu mà cũng phải thôi Đã làm ra chuyện đó rồi Những chuyện khác có gì đâu mà không làm được Huyền Bình Thản trả lời Đợi thời cơ đã Đợi đến khi nào Huyền cười nhẹ rồi đi về phía cô ta Cô sốt sáng hơn cả tôi đấy Nhưng cái gì cũng có quy trình của nó Vội ăn hỏng việc Chỉ khi nào cô mất hết tất cả Cô mới hiểu được cảm giác của tôi Huỳnh ạ à. Vậy ư Nhưng hình như cô quên mất Vì sao cô bị vậy hả à? <laughs> Đừng nghĩ giờ chúng ta chung một con thuyền Cô thích nói gì thì nói Tôi với cô không bao giờ có thể hết ghét nhau được đâu Thì tôi cũng không có nhu cầu đó Nhưng đã đi chung đường Thì phải làm theo kế hoạch Đừng có tự ý tách ra riêng Vài ngày sau Huyền cho thấy Ngọc ăn mặc đẹp hơn bình thường Mới sáng ra son phấn rất đậm Trong nhà có cái gương nào cô ta cũng soi Cũng ngắm nghĩa Lại cười cười một mình Trước đây có vài lần như thế Nhưng cũng không ai để ý còn bây giờ khác Vừa nhìn thấy là Huyền lập tức nghi ngờ Chuyện này chắc chắn có vấn đề Huyền đi lại phía cô ta Con chào gì Cô ta nhìn Huyền rồi nguyết cái rõ dài Chào hỏi làm gì Ưa nhau gì đâu là màu làm mè Nhận câu chào biết tổn thọ bao năm Chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi gì à Không mất công người ta nói con không phép tắc Thôi cô không phải tỏ ra tử tế Con người của cô tôi biết Nó cũng chẳng tử tế như vẻ bề ngoài dạ con cũng chưa từng nhận là mình tử tế chỉ sợ những người luôn nói đạo lý lại sống không ra cái gì ạ cô chỉ khéo tôi à dạ con không dám nhưng gì chuẩn bị ra ngoài à hỏi làm gì tại có thấy gì mặc đẹp ở nhà thì không được mặc đẹp à hỏi vớ hỏi vẩn thì con cũng chỉ hỏi thế thôi nếu gì không đi đâu thì cùng con đến phòng mẹ con cho hỏi chút à nghe huyền nói vậy cô ta lập tức nhìn đồng hồ nét mặt sau đó cũng thay đổi Cô tới đó một mình đi Nay ta bận không đến được Dì không sợ mẹ con giận à Cô cứ tự lo cho mình đi Vậy con đi trước ạ à? Huyền sau đó cũng không đến phòng bà Kim Phụng Mà thay vào đó đến tìm Thảo Hôm nay Thảo ăn mặc đẹp hơn bình thường Dù mất một cánh tay Nhưng nhan sắc cô ta không vì thế mà bị lu mờ Huyền hỏi Thảo Dù Thảo chẳng thèm nhìn cô Chị định đi đâu à Đấy là chuyện của tôi Không phải là chuyện chúng ta mới đúng chứ chị Thảo Lý do Đi bắt gian Ý cô Cũng chưa chắc Nhưng tôi cho người đi xác minh Lát nữa có kết quả Thế nên nếu chị Thảo có định đi đâu ấy, Thì cũng đừng vội Lát xong việc rồi hãy đi Ngồi chờ khoảng nửa tiếng Thì Bích quay lại Thảo sốt ruột hỏi Bích Thế nào rồi Cô ta đang ở đó à Đang ở cùng tình nhân của cô ta đúng không Bích gật đầu Thảo lập tức tìm ông Cảnh vừa thấy thảo ông ta như con thú đói mồi ông ta lao vào hôn ngẫu hôn nghiến thảo vội đẩy ông ta ra ông ta nhăn nhăn nhó nhó có chuyện gì thế không phải em tới đây gặp anh à chuyện này đâu có quan trọng đâu thế chuyện gì quan trọng đi bắt gian ạ à. bắt gian ai em nói rõ xem nào bắt gian bà ngọc với tình nhân bà ấy chứ ai nữa thật không thật hay không ấy, cứ đi theo em là biết liền xưng anh em với ông cảnh thảo cũng không quen miệng nhưng bây giờ là người của ông ta Thì không thể xưng bố con được Ông ta sẽ không vui Cô ta nuốt ngược những tẩm lợm trong lòng xuống tận đáy Cố gắng đến khi đạt được mục đích mới thôi Lúc ông ta đi tới nơi Thấy Ngọc một thân lóa lổ Quấn chặt cơ thể của tên đàn ông kia Ngay trong cái tròi trong vườn Cô ta liên tục gọi tên người đàn ông đó Ông cảnh điên đến mức không kiểm soát được hành động của mình Với ngay lấy cái cây trong vườn Rồi lao thẳng phía hai người họ Đang say mê cuốn quýt cho đến khi cây gậy của ông Cảnh giáng vào người hai kẻ đó, bọn chúng giật mình buông nhau ra, nhưng lúc ấy cũng quá là muộn. Ông ấy liên tiếp giáng những cây gậy xuống dưới người họ, miệng chửi những câu rất chi là tục tĩu. Lũ khốn nạn, lũ chó má, cái lũ xúc sinh. Đờ cờ mờ nha nó, một lũ không đạo đức. Hôm nay tao giết chết chúng mày, tao không để một đứa nào sống đâu. Cả Huyền với Thảo mặc kệ ông Cảnh muốn làm gì thì làm, chẳng ai đến ngăn cản hay nói đỡ một câu. Đòn roi ngấm đủ Ngọc thân thể không quần áo nga lăn ra đất Ông cảnh không đánh Ngọc nữa Tiếp tục đánh tên đàn ông kia Miệng không ngừng chửi rủa Năm ngày sau chắc chắn ngày rỗ của mày Thằng chó Đến ngay cả người của ông mày dám bập vào Mày chán sống à Né người đàn ông ấy Để khi mỏi tay ông cảnh lúc đó dừng lại Có cái ông ta may Ông ta không lấy phải cái gậy to Cũng chẳng đập vào chỗ hiểm Chỉ chân với mông mà quất cùng lắm bọt tay khi hắn ta giơ lên để đỡ thôi. Lúc này, hai kẻ đó nằm lê lết xuống dưới đất, ông ta nắm tóc Ngọc giật ngược phía sau, ánh mắt đục ngầu. "Từ ngày mày về làm vợ tao, tao chưa để mày thiếu thốn cái gì. Bố mẹ mày có chức có quyền, nhưng có nhiều tiền không? Có cho mày cuộc sống sung sướng nhờ với tao không hả?" Ngọc trợn mắt nhìn ông cảnh, bây giờ mọi thứ bị bại lộ, còn cái gì nữa đâu mà giữ. Cô ta chẳng kiêng nể gì ông cho tôi cuộc sống sung sướng ông cho tôi tất cả mọi thứ hay chỉ là cái danh phận từ ngày tôi lấy ông đến giờ mấy khi ông ở nhà mấy khi ông quan tâm đến tôi hay ông chỉ lo ra ngoài chơi bơi gái gúng mày đàn ông có ai không thế không đàn ông có ai không trang hoa bên ngoài đã là con đàn bà thì phải biết giữ lễ tiết không thì vứt đánh đã đánh sỉ nhục cũng sỉ nhục bây giờ ông muốn gì ông nói đi tao còn muốn hai đứa chúng mày chết dưới chân tao ông không làm được điều đó đâu cù lắm con này ra khỏi nhà thời bây giờ chứ không phải cái thời bao cấp nữa mà ông muốn làm gì thì làm à cái loại lăng loàn đã đi theo trai còn dám nói mày có tin ngay bây giờ ta trôn sống hai đứa chúng mày không tôi thách ông đấy ông xem có dám giết chết tôi không nếu muốn đi tù thì ông cứ việc ông cảnh nghẹn lên tận cổ nhưng đúng là ông ta không dám giết chết ngọc với tên đàn ông kia Ngọc bò tới chỗ hắn ta Nhìn vết roi hằn trên cơ thể Mà đau đớn đến mức trào nước mắt Những thứ này đập vào mắt ông cảnh Khiến ông ta càng cay cú Ông ta quát Lũ chúng mày cút hết cho tao Cút ngay khỏi nhà tao Nếu tao thấy hai đứa chúng mày lảng vảng quanh đây Tao giết chết chúng mày Bất chấp hậu quả đấy Nghe ông cảnh nói vậy Gã đàn ông cố gắng bỏ dậy Hắn ta sau đó nắm lấy bàn tay Ngọc rời đi Hai kẻ nhìn thê thảm đến mức chẳng ai nhận ra được Bây giờ cô đi ra đường Chẳng ai nhận ra đó là người mà ông Cảnh từng hết mực chiều chuộng Nhìn Ngọc bị đuổi đi Thảo hà dạ Nhưng cô ta không hề biết Cô ta chính là người tiếp theo Muốn người khác không biết đừng có làm Một khi để người khác biết được Cái chết rất thê thảm Mấy ngày sau Thảo liên tục lén lút đến phòng ông Cảnh Cô ta lấy cớ đến để động viên tinh thần ông ấy Rằng ông ấy là người duy nhất cứu vớt cuộc đời cô ta nhưng cả bích với huyền đều thưa hiểu lý do cô ta tới đó cụ đã đến lúc nói cho bà phụng biết huyền vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu mấy ngày này cứ quay cuồng trong công việc không đâu mà đến thời gian dành cho minh không có huyền cảm thấy có lỗi với minh cô dùng bếp nấu bát canh gà để khi anh đi làm về tự tay đưa cho anh đến buổi chiều cô ra ngoài cổng ngóng anh thấy bóng dáng anh từ xa cô mỉm cười cô giống đứa trẻ chạy về phía anh rồi ôm chặt cái cảm giác ấm áp này cũng đã một thời gian không cảm nhận. cô dường như bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng cô biết mọi thứ sắp kết thúc, chỉ thời gian ngắn nữa thôi. cô có thể hạnh phúc bên cạnh anh, cùng anh sống những tháng ngày êm đềm. tự nhiên Huyền lại ra đợi anh, rồi chẳng để ý bất cứ chuyện gì mà chạy đến ôm lấy anh, khiến cho anh cảm giác lo lắng. không biết chuyện gì xảy ra với cô rồi đây. Hai tay áp lên má cô ánh mắt anh nhìn vào mắt cô nói anh biết có phải chuyện gì xảy ra với em rồi đúng không cô vòng tay ôm lấy anh đầu tựa vào ngực anh tham lam hít hà hơi ấm từ cơ thể anh cảm giác bình yên không bao giờ cô muốn mất đi dù cô tham lam cũng được thế nào cũng được cô muốn giữ anh giữ lấy khoảnh khắc hiện tại cô thì thầm em yêu anh câu yêu thương đầu tiên được thổ lộ chính anh ngạc nhiên cho tới hạnh phúc vỡ hòa Vòng tay anh siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô Không hiểu sao khóe mắt cay cay Anh chẳng biết nói gì với cô Nhưng anh cảm thấy vui khi cô quay về lại là chính cô Suốt thời gian vừa qua Anh không biết chuyện gì xảy ra với cô Nhưng anh thấy thái độ cô khác Vì biết cô không muốn nói Nên anh không hỏi Anh chỉ sợ môi trường sống khiến con người ta thay đổi Biến cô trở thành con người thủ đoạn giống như Thảo Bây giờ thì anh yên tâm Cô bé huyền của anh Mãi mãi là cô bé ngây thơ nhất trong cuộc đời anh Nhân lúc không ai ở ngoài sân Cô nắm tay anh trở về phòng Khó khăn lắm mới có giây phút không có gì làm cô vướng bận Nhất định sẽ bù đắp cho anh Cô kéo anh ngồi xuống ghế Giúp anh cởi áo rồi xoa bóp lưng cho anh Cô ẩn cần hỏi Anh có mệt không? Có đau chỗ nào không để em xoa cho? Anh chưa kịp nói Cô đưa tay lên chán anh Chán của anh đủ nhiều mồ hôi thế Em lấy khăn lau nhé Định bước đi thì anh kéo cô lại anh kéo cô ngồi trên đùi mình Rồi ngắm nhìn cô khiến cho cô cảm giác ngượng Sao anh nhìn em như thế Bỏ em ra đi Em lấy khăn lau mồ hôi cho Chỉ cần thấy em Anh không mệt nữa Nói anh nghe nào Bây giờ có thể dành hết thời gian cho anh chưa Em xin lỗi Đối với anh không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi Anh để em có không gian riêng Giải quyết tất cả những chuyện em muốn Sau này nếu không vướng bận bất cứ chuyện gì Suy nghĩ của em chỉ có mình anh anh đang đợi ngày đó còn nếu em không làm được chuyện gì em có thể nói với anh anh thì em làm tất cả em sẽ cố gắng khi nào không thể tự mình làm thì em nói với anh ừ anh tin là nhanh thôi anh tin nhất định em không để cho anh đợi lâu anh có thất vọng vì em không khi em trở thành con người khác anh thất vọng khi em mạnh mẽ hơn á hay anh thất vọng khi em cố gắng bảo vệ bản thân mình bảo vệ hạnh phúc của chúng ta anh ôm lấy cô rồi thì thầm Ngốc thật Đối với anh em của bây giờ hay trước đây đều là một Đều cố gắng sống tốt Dù có nhiều người hãm hại Đôi lúc anh tự trách chính bản thân mình Không thể bảo vệ cho em tốt Để em phải tự bảo vệ bản thân Anh mới là người muốn hỏi em Có từng thất vọng với anh không Em chưa bao giờ thất vọng với anh cả Bởi vì anh giống tia nắng trong cuộc đời em Cho dù trước đây hay bây giờ Từ khi gặp anh Em cảm thấy mình hạnh phúc Và em biết ơn điều đó thôi đừng nói vậy nữa anh chẳng làm được gì nhiều cho em thậm chí vì anh mà em chịu khổ em có thấy khổ cực gì đâu chỉ cần có anh bên cạnh dù trời sập xuống thì em cũng có thể cảm thấy yên tâm vì đã có anh ở bên em phải là người cảm ơn anh mới đúng chứ lạ như thế anh đã nói giữa chúng ta không cần cảm ơn hay xin lỗi cơ mà <laughs> em biết ạ à, sau này em không nên nói lời khách sáo như vậy nữa một loại cảm giác ngượng ngùng thoáng qua Cô ngồi trên chân anh Bắt đầu cảm nhận anh đang có phản ứng Mà không biết lấy can đảm từ đâu Cô chủ động hôn lên trán anh Một nụ hôn ấy thôi Đủ kích thích tất cả các dây thần kinh trong cơ thể Ngọt ngào và cuồng nhiệt Bình minh ghé qua với bao tiền nắng ấm Anh thức dậy ngắm nhìn cô Khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ khiến cho anh bất an Sẽ thế nào Nếu cô biết mọi chuyện do anh sắp xếp Sẽ thế nào nếu cô biết Bích là người anh sắp xếp cạnh cô anh luôn muốn cô có cảm giác Bản thân có thể tự làm mọi thứ Anh không muốn cô nghĩ cô phụ thuộc vào anh Anh chỉ mong cô sống vui vẻ Còn có một chuyện nữa Chắc cô không bao giờ nghĩ tới Rằng chuyện cô vô tình thấy hoa Gặp người đàn ông kia cũng là do anh giản dựng Anh biết Ngọc luôn muốn hại cô từ lâu Cho nên sớm để ý Khi hoa phản bội thảo anh cũng biết Từ đó nắm được điểm yếu của hoa Bắt cô ta làm việc cho mình anh luôn tỏ ra không quan tâm mọi thứ luôn để mọi người thấy anh chỉ bận rộn về công việc ở trang trại chứ không quan tâm chuyện trong nhà chính bản thân anh cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào anh luôn dõi theo cô luôn quan sát tất cả những gì cô làm hay cô chịu đựng chuyện khiến anh cảm thấy hối hận nhất chính là anh không biết sớm thảo dở trò bùa ngải với huyền để cô chịu đựng đau đớn suốt bao nhiêu ngày nếu anh biết sớm hơn cô không phải chịu khổ anh luôn muốn bù đắp cho cô thực nhiều chỉ có như vậy trong lòng anh cảm giác nhị nhàng chuyện huyền hợp tác với dì hai cũng không có gì nghiêm trọng không ảnh hưởng gì tới mọi thứ nhưng tính quyền vốn dĩ vô tư nên anh cũng luôn để ý cô thức dậy cảm giác sau khi ngủ giấc dài người đầu tiên được nhìn thấy là anh khiến cho cô trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết luôn có một ước muốn những giây phút cạnh anh kéo dài mãi mãi cô chỉ cần như vậy từ cao sang quyền quý cô cũng không có màng anh nhìn cô cười dịu dàng Em dậy rồi Cô lười biếng kéo tay anh gối đầu lên Rồi tiếp tục nhắm mắt Không hôm nay em ngủ tới chiều luôn ấy Anh có phải đi làm Hôm nay em không để anh đi làm đâu Tại sao Anh không tức giận à Sao anh phải tức giận với em Thì em không cho anh đi làm Anh ở nhà với em cũng được Nếu em muốn Em muốn gì anh cũng đáp ứng á Trong khả năng của anh Em biết rồi bồn dĩ không thể mơ mộng những thứ không nằm trong thực tế Thực tế á Em muốn anh hái sao trên trời à Hay là muốn lấy mây Không em chỉ muốn hôm nay anh ở nhà với em Có chuyện gì à Nếu có chuyện gì phải nói với anh đấy Không có Chỉ là dạo này em không ở bên cạnh anh thường xuyên Tự nhiên em thấy nhớ anh quá Cô ôm lấy anh chặt hơn Nhõng nhẽo với anh nhiều hơn Luôn trân trọng những giây phút hiện tại Dù thế nào cũng không muốn nghĩ quá nhiều hôm nay em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ em không cần tiền cũng chẳng cần những thứ cao sang chỉ cần anh thôi còn bé ngốc tự nhiên hôm nay nó mấy lời này khiến anh chẳng muốn đi đâu đây <laughs> mà anh có chuyện gì giấu em à câu hỏi của cô khiến anh giật mình không biết lý do gì cô hỏi anh như vậy sao tự nhiên hỏi thế anh có giấu gì em em chỉ hỏi thế thôi tự nhiên có cảm giác tất cả những gì em làm ở trong tầm mắt của anh ấy anh đâu có giỏi vậy đâu thân má. mà vậy nếu sự thực là như thế thì sao em cũng không biết nhưng nếu chuyện đó có thật thì cũng là vì muốn tốt cho em thôi đúng không anh luôn làm tất cả mọi thứ vì em dù anh làm chuyện gì thì cũng đều là vì tương lai của chúng ta ừm em biết rồi chuyện về thảo không biết có nên tiếp tục nữa không cũng có thể minh biết tất cả mà có thể chưa biết gì dù sao hôm nay cô không muốn bước chân ra khỏi phòng chuyện về thảo để ngày mai rồi tính tiếp còn người ta cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng hận thù rồi tính toán Hạnh phúc ngay bên cạnh không cách nào chạm tới Như thế cuộc sống chẳng phải vô nghĩa ư Cô ôm chặt mình tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khi bên cạnh anh Ngày mai có thể bão táp nổi lên Ngày mai có thể cô chứng kiến những cảnh tượng đau lòng Nhưng không sao Vì ngày hôm nay cô có anh Những từ lãn mạn nhất trên đời đều ở ngay đây Ngay cạnh cô Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô Anh thì thầm Ngủ thêm chút đi em phải để đầu óc thư giãn, có những thứ không cần phải nghĩ quá nhiều. Vì cho dù em không làm gì cả, tất cả đi vào đúng quỹ đạo của nó thôi. Cô không phải người thông minh, nhưng cô hiểu những gì Minh nói, mà đúng như cô đoán, anh biết tất cả. Lúc đầu cô nghĩ cô giận anh, khiến cho cô tự ảo tưởng về sức mạnh của mình, nhưng rồi cô nhận ra, đó là yêu thương, là anh muốn che chở, bảo vệ cô. Cô chẳng biết mình có lý do gì để giận anh đây cả ngày dài trôi qua bình lặng ở ngoài kia sóng gió cô không quan tâm trời cứ thế tối dần cô chìm vào giấc ngủ cùng anh để mai khi thức dậy có thêm sức mạnh để làm được những điều cô giang dở sáng hôm sau anh đi sớm rồi để lại tờ giấy anh thấy em chưa dậy nên không gọi anh đến trang trại chắc tối mới về ở nhà ngoan trở về anh mua quà cho em yêu em từng né chữ của anh khiến cô lâng lâng hạnh phúc hai má ửng đỏ Ngày khi Bích bước vào trong phòng rồi vẫn đỏ. Cô ở với cậu Minh cả hơn một ngày, giống kiểu được tiếp thêm sức mạnh. Nhìn cô hôm nay hồng hào, xinh xắn lắm. Thôi, Bích đừng treo tôi. Em treo cô làm gì? Em nói thật đấy. Bây giờ tôi đang suy nghĩ một chuyện đây. Chuyện gì vậy cô? Em thấy cô có vẻ lo. Chuyện về Thảo. Nếu bây giờ khiến nó bung bét, có phải danh dự gia đình sẽ mất hết đúng không? Nếu không muốn làm một mình, thì cô nói với bà chủ ấy bà chủ có cái nhìn sáng suốt hơn cô dù sao bà chủ nhiều tuổi chắc chắn không hành động lỗ mãn như chúng ta biết nói cũng phải hôm qua nói chuyện với anh minh tôi ngộ ra nhiều điều trên đời này không ai thông minh tuyệt đối tôi không muốn vì háo thắng của bản thân mà khiến gia đình gặp chuyện em cũng thấy không nên tự mình làm hết mọi thứ nếu có chuyện gì xảy ra cô cũng không thể gánh một mình hơn nữa chuyện này liên quan tới cả ông chủ để bà chủ ra mặt thì hay hơn Huyền sau đó đi tới phòng bà Phụng Bà ấy nhìn thấy Huyền Vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như trước nữa Hôm nay nhìn sắc mặt con có vẻ hồng hào Mọi thứ thuận lợi đúng không Vâng thưa mẹ Đúng là dạo này mọi chuyện rất tốt Thế chuyện sinh con nối rõ cho nhà họ Trần thì sao Con cũng chưa dám chắc mẹ Nhưng mà con cũng trễ mấy ngày rồi Để ý chút đi Trễ lâu hơn thì gọi mọi người đến nhà bắt mạch con sắp xếp để đến bệnh viện khám ạ ừ sao cũng được con đến đây có phải là có chuyện muốn nói với mẹ đúng không dạ vâng thưa mẹ mẹ đang đợi con nói tất cả mọi thứ từ chuyện của thảo tới ngọc mẹ biết được bao nhiêu rồi ạ à? cụ không biết gì nhiều nhưng mẹ muốn nghe con nói hơn về chuyện của ngọc đúng là con hợp tác với thảo để đưa bố đến bát gian nhưng còn một chuyện nữa con muốn nói với mẹ mẹ bình tĩnh nghe con nói được không có chuyện gì hơn cả chuyện đó à? Dạ là chuyện của Thảo với bố Cái gì? Huyền nhìn thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt bà Phụng Sao có thể không hoảng đây? Làm sao con người ta bình tĩnh khi nghe những chuyện như vậy được? Bà bỗng nắm chặt tay Huyền Ánh mắt chuyển sang màu hoang dại Nó mẹ biết Có đúng như những gì mà mẹ đang nghĩ không đây? Cái thứ kinh tởm đó Thực sự có thể làm ra chuyện đó Dạ, dạ vâng thưa mẹ để nước này Huyền không thể không nói cũng không thể để những thứ dơ dây đó tiếp tục ông cảnh có thể ra ngoài tìm bất cứ một người đàn bà nào để qua lại không ai nói gì nhưng với Thảo thì hoàn toàn là không thể đó là loạn luân là hành động không thể tha thứ được bà Phụng nắm chặt tay lúc này bà không thể tỉnh táo suy nghĩ bất cứ chuyện gì bà ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đi đi lại lại lúc lâu vẫn chưa có lời giải đáp cho chính bản thân Huyền lo lắm chỉ sợ bà ấy sốc rồi ngất ra thì khổ mẹ à mẹ sao không mẹ cố gắng bình tĩnh đi bà ấy nhìn huyền chuyện này bắt đầu xảy ra tới lúc nào con biết từ bao giờ sao bây giờ mới nói với mẹ con xin lỗi ạ nhưng trước đây do con chưa thực sự biết rõ mọi chuyện nên con không dám nói còn bây giờ mọi chuyện rõ như ban ngày tại thời gian này mẹ không ra khỏi phòng con thấy mẹ tụng kinh niệm phật nên con không dám làm phiền ta đã muốn tu tâm Ta muốn khiến mọi thứ bình yên Muốn để lại phước đức cho cái nhà này Nhưng xem ra bọn họ không xem ta ra gì cả Cái con khốn đó Ta để cho con đường sống Thế mà dám dở trò Một bà kim phụng bỗng nhiên không còn quan tâm nhiều Tới những chuyện xung quanh Rồi bắt đầu ăn chay niệm Phật như bà hai Dường như trong quá khứ Họ làm nhiều chuyện khiến tâm họ không được yên Nên giờ phút này muốn tìm tới nơi cử Phật Nhưng bây giờ khi biết chuyện động trời này Tâm bà ấy trở nên hỗn loạn Nửa muốn một dao giết chết Thảo Nửa muốn vứt bỏ mọi thứ Sự tôn nghiêm của người phụ nữ đứng đầu trong gia đình Khiến bà không thể làm vậy Mẹ chồng của bà ốm yếu Không giải quyết được vấn đề Vậy chính tay bà ấy xử lý tất cả mọi thứ Ông Cảnh làm mưa làm gió Suốt một thời gian rồi Cũng đã đến lúc phải nhốt ông ấy lại Là một người đàn bà Không nên nuông chiều chồng mình quá nhiều Ngày nào đó bị tức ói máu mà chết Vài ngày sau Bà Phụng tỏ ra mình không hề hay biết chuyện gì Vẫn ngồi trong phòng ăn chay niệm Phật Thả bắt đầu có suy nghĩ Giờ bà Phụng cũng có hướng về những thứ tâm linh giống bà hai Chắc chắn thời đã tới Bây giờ không còn phải sợ ai nữa Một khi bà Phụng không còn để ý tới ông Cảnh nữa Ông ấy muốn đi với ai, muốn làm gì Bà ấy chẳng thèm quan tâm Nhưng chính Thảo lại không hay biết Một cơn bão sắp tới Đổ hết lên đầu cô ta cô ta mặc trang điểm đẹp tới phòng ông cảnh và như mọi lần cô ta với ông ta vừa gặp đã lao vào nhau như những con thú đói khát chỉ có điều lần này quần áo mới lột ra chưa kịp làm gì bên ngoài bà phụng lao vào cùng mấy người làm nhìn thấy bà phụng thảo mặt tái mét ông cảnh ngã ngửa miệng ấp úng nói không nên lời bà 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 sao, sau bà thảo sợ hãi nép về phía sau ông cảnh nhưng lần này trời mới bảo vệ được cô ta bà phụng nhìn phía cô ta quát tụi bay đâu lôi con danh ra đây cho tao hai người làm tới lôi thảo ra ngoài thảo liên tục cầu xin ông cảnh anh cứu em anh không cứu em bà ấy giết em mất nhưng ông cảnh không nói một câu thảo cứ thế bị lôi đi vì cô ta chỉ có một cánh tay sao níu giữ nổi tính mạng mình cô ta bị giữ tay đứng trước mặt bà phụng trong giây phút đó một cái tát như trời giáng ráng thẳng xuống mặt cái tát khiến cô ta xây sẩm mặt mày hoa mắt chóng mặt đến mức ngã thẳng xuống đất. Mà cơn đau nó chưa kịp qua đi, lại thêm cái tát nữa, rồi cái nữa. Cứ như thế đến khi môi bật máu, máu từ trong miệng trào ra, đau đớn đến mức nước mắt cứ thế mà chảy. Bà Phụng túm lấy tóc cô ta giật ngược phía sau, ánh mắt như là có lửa. Mày, ta không biết dùng từ gì miêu tả cái loại người như mày, cái tội của mày đáng gọt đầu bôi vôi, cho vào lồng thả trôi sông còn không ấy chôn sống hoặc thả xuống giếng hoang bây giờ mày nói cho tao biết tao nên chọn biện pháp nào đây bà ấy đi quanh người thả một vòng rồi nói à không cái chết như thế nó quá là nhẹ nhàng ta chói mày vào gốc cây bỏ đói mày để kiến cắn mày hoặc tao lấy dao cắt vào da thịt mày mỗi ngày một nhát để mày từ từ mà chết mày chết dần chết mòn như thế mới xứng đáng với cái tội của mày đồ đàn bà lăng loàn chỉ mới nghe bà phụng nói thôi cả cơ thể thảo du lên từng đợt cô ta lại còn không hiểu được con người bà phụng à một con người độc ác có thừa tất cả những gì bà ấy nói bà ấy có thể làm ra cô ta quỳ xuống chân bà phụng van xin mẹ ơi con xin mẹ xin mẹ cho con con đường sống xin mẹ đừng giết con con cũng chỉ là bị đẩy vào đường cùng thôi con không có con đường nào để đi đúng lúc đó bố nó với con che chở cho con con chỉ vì bị ép buộc thôi mà mẹ Bà Phụng nhìn Thảo rồi cười nhạt Cái thứ như mày mà bị ép á Mày không ép người ta vào con đường chết thì thôi Chứ ai ép mày Tất cả do mày ham vinh hoa phú quý Mày muốn dưới một người trên nhiều người Tao nói thế có đúng không Lúc này ông cảnh trên giường đã mọc xong quần áo Ông ta bước xuống Bà nghe tôi nói đã Nhưng ông ấy chưa nói được câu gì tiếp theo Bị bà Phụng quát thẳng mặt Ông câm miệng đi Chưa đến lượt ông lên tiếng Tôi chưa nói chuyện với ông đâu Ông cảnh tái mặt Bà quát tôi á Bà coi tôi trong cái nhà này không ra gì rồi đấy à Bà chẳng còn sợ gì nữa Bà phụng trợn mắt nhìn ông Nếu không im miệng Ông đừng trách tôi cầm dao Cắt cái thứ của nợ đó của ông Bà dám à Có cái gì mà tôi không dám Kể cả lập tức giết chết ông tôi cũng dám đấy Ông là cái thứ đàn ông chẳng ra cái gì nếu không phải vì con cái, tôi giết ông từ lâu rồi, giết ông từ cái ngày ông phản bội tôi, qua lại với thêm biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Ngữ khí của bà khiến cho ông ta cũng phải run sợ, chưa bao giờ bà ấy có cái thái độ như thế này. Bây giờ Thảo biết rằng không thể nhờ vả gì được ông cảnh, nếu bà Kim Phụng quyết tâm giết chết cô ta, cô ta không còn đường sống. Cô ta sợ lắm, sợ đến mức khóc thành tiếng quá là ồn ào khiến cho người làm tò mò tới gần. Đúng lúc này Minh từ trang trại trở về, vừa nhìn thấy Thảo lập tức chạy tới ôm chặt lấy chân mình. Cứu em, anh cứu em đi. Coi như nể tình nghĩa bao năm của chúng ta, anh cứ vớt tính mạng em đi, anh Minh à. Mình cởi áo khoác mình khoác lên người Thảo, mặc đồ và đi đã. Mặc xong rồi nói chuyện. Thảo nhanh chóng lấy đồ vứt vương vãi trên nền đất mặc vào. Xong xuôi. Cô ta không quên bám lấy cánh tay Minh cầu xin Em chết mất nếu anh không cứu em Em biết em sai Xin anh Xin anh cho em một con đường sống Những chuyện này mình biết rõ Cũng biết chuyện hôm nay chắc chắn xảy ra Nhưng không muốn có án mạng trong cái ngôi nhà này Mặc dù anh biết cơn tức trong lòng mẹ không vơi đi chút nào Mình vừa quay sang nhìn bà Phụng Thì bà ấy nói Con đừng có xin cho cô ta nếu con xin cho cô ta Cô ta chết nhanh hơn thôi Mẹ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa Mà ngay lập tức giết chết cô ta Trong cái căn phòng này Mẹ à Chuyện đó ảnh hưởng đến gia đình chúng ta đấy Không sao Đã đến nước này rồi Chẳng còn gì để nói nữa Bà ấy chỉ thẳng tay vào mặt ông cảnh Ông ta không cần danh dự Chúng ta có cái gì để mà cần Danh dự cái nhà này Bị ông ta đạp đổ kể từ cái lúc ông ta liên tục ra ngoài chơi bời thì đã không còn danh dự nữa rồi chưa bao giờ ông cảnh thấy bà phụng tức giận như vậy ông ta chưa bao giờ bị ánh mắt bà dọa cho cả người run rẩy như thời điểm hiện tại thảo bị người làm trói chặt cây cột ngay giữa sân lúc này tất cả mọi người trong nhà có mặt đầy đủ kể cả ông cảnh xảy ra mọi chuyện do cả hai tự nguyện nhưng khi bị phát hiện chỉ có duy nhất một mình thảo bị phạt Bây giờ cô ta hiểu cái cảm giác sống không bằng chết Nhìn bốn phương tám hướng cũng không có đường để cho cô ta thoát Cầu xin ông cảnh không được Cầu xin bà Phụng thì càng không Cầu xin Minh à Anh cũng chẳng thể giúp được Khi cô ta mắc cái lỗi lầm đáng kinh tởm như vậy Lúc này đây Ánh mắt Thảo chạm tới Huyền Cô ta gào lên trong tuyệt vọng Chúng ta là đồng minh cơ mà Chúng ta đi cùng con thuyền cơ mà Cũng là người giúp cô làm được những thứ cô muốn Sao bây giờ tôi bị đứng ở đây Cô không nói câu nào Cô có còn là con người không Huyền Tại sao cô im lặng Tại sao cô không cứu tôi Huyền đi về phía Thảo Đối với cô lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp Cô không biết mình phải thế nào với Thảo nữa Trước đây khi Thảo hại cô Cô cam thủ Thảo Muốn tìm đủ mọi cách trả thù Nhưng bây giờ chứng kiến Thảo tuyệt vọng Cô không hả hê được cho nổi Cô không thể cười Trái lại thấy đau lòng Tất cả mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn. Nếu Thảo có hướng đi đúng đắn hơn, chuyện ngày hôm nay không xảy ra. Cô không có quyền lựa chọn ngay từ đầu khi bước chân vào nhà họ Trần. Nhưng Thảo có lựa chọn đối xử với cô theo một cách khác và Thảo có quyền không la vào vòng tay của ông Cảnh bất chấp hậu quả. Tại sao cô đứng đó nhìn tôi? Tại sao không nói gì? Có phải bây giờ cô rất vui mừng? Có phải bây giờ cô hạnh phúc vì tôi ra nông nỗi này đúng không? Cô sai rồi. Tôi không thấy vui đâu Thảo ạ. À. Chúng ta là thân phận phụ nữ và cô biết ngay từ đầu tôi không được lựa chọn. Chính cô là người năm lần bảy lượt tính mưu tính kế hãm hại tôi, muốn lấy đi mạng của tôi nữa. Chuyện thành ra thế này thì cũng là cô lựa chọn chứ không phải tôi ép buộc, đúng không nào? Ăn à, nói nhị nhàng sâu sắc nhỉ. Cô tỏ ra thanh cao hiền lành làm gì, trong khi người cô chỉ toàn suy nghĩ của con rắn độc. Cô lợi dụng tôi đuổi Ngọc ra khỏi nhà. Để ông ta phát hiện ngọc ngoại tình, bây giờ lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà. Cái loại người như cô đừng có cố tỏ ra hiền lành làm gì. <laughs> Vậy ư, là các người làm sai, tôi là người phát hiện và đưa nó ra ánh sáng thôi. Tôi có ép các người làm chuyện sai trái không? Sao bây giờ đổ lên đầu tôi? Không ép á? Cô không nghe tôi à? Nếu như cô không bước chân vào ngôi nhà này, nếu cô không có tình cảm của anh Minh, tôi có phải đi tới đến nước này không? Cô làm sai thì cô chịu thôi Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến tôi Đừng có lôi người khác vào hố bùn mà cô dám phải Tôi sống không hổ thẹn với lương tâm Cũng chưa từng năm lần bảy lượt Một lấy đi tính mạng của người khác Hay cho câu sống không hổ thẹn với lương tâm Hay cho cái tâm hồn lương thiện thanh cao của cô Tối nhổ, tối vị nhổ Đối với người giống như Thảo hiện tại Huy không muốn nói chuyện Cô không làm gì sai Cô không có trách nhiệm với Thanh Minh Ai sai, người đó chịu phạt Nhưng cái cách bà Phụng định xử phạt Thảo thế này Huệ cảm giác không hay cho lắm Thần xác con người ta đâu phải muốn đánh là đánh Muốn đập là đập Huệ nói với bà Phụng Mẹ, con biết mẹ tức giận Nhưng con xin mẹ suy xét kỹ càng Bây giờ gia đình chúng ta không phải gia đình bình thường Biết bao kẻ nhòm ngó Sợ hở ra là bọn chúng tìm cách hãm hại ngay Nếu bây giờ mẹ làm gì đó ảnh hưởng tính mạng của Thảo Con sợ gia đình chúng ta gặp rắc rối Vậy thì sao? Bà Phụng chưa nuốt trôi được cái cục giận trong cuống họng Bà muốn bắt chấp tất cả Ta giết chết nó ngay tại đây Để những đứa người ăn kẻ ở trong nhà này Phải lấy nó làm gương Đừng bao giờ làm cái gì đi quá giới hạn Rồi bà nhìn ông Cảnh Còn mặt ông nữa đấy Tôi cũng sẽ cho ông đi tù mọt gông Ông Cảnh kinh sợ nhìn bà ấy Bà nói vớ vẩn cái gì thế Bà định tạo phản đấy à Bà muốn hành hạ nó Tôi không nói gì rồi Bà muốn cái gì nữa đây nó tự cởi quần cởi áo ra Nó bắt ông phải ngủ với nó à Hả Có cái mặt ông nữa Ông làm bao chuyện không ra gì Lần này tôi phanh phui ra hết Ông không thích thể diện Tôi cho mọi thứ tanh bành Cho ông ngồi tù mọt gông nghe chưa Bà điên đấy à Bà biết bà đang nói cái gì không thế Lúc này mình không tiếp tục im lặng được Anh không muốn mẹ phạm sai lầm Không muốn công sức bao năm của ông bà nội tan thành mây khói Chỉ vì những chuyện không đâu bố anh gây ra anh nắm tay bà Mẹ à, nghe con nói Không có nói năng cái gì hết Mẹ có còn coi con là con mẹ không Có coi con là trụ cột nhà họ Trần không mẹ Con đừng lấy bất cứ cái gì dễ buộc mẹ Lần này nhất định mẹ không để cho hai kẻ khốn nạn đó được sống yên ổn đâu Vậy sau khi mẹ giết chết Thảo mẹ được gì à Mẹ chắc chắn phải đi tù Còn bố thì sao Bố ở bên ngoài Rồi đi với hàng vạn nghìn cô gái khác Còn không ấy, Cả bố lẫn mẹ đều phải vào trong tù Mẹ định sống quãng đời còn lại của mình trong tù à mẹ Bà ấy im lặng Minh thấy thế thì nói thêm Mẹ muốn trừng phạt họ không thiếu gì cách Mẹ có thể không để cho Thảo ở trong nhà của chúng ta Có thể cắt hết tiền bạc của bố Như vậy bố không thể đi đâu được Không thể tiếp tục gây thêm chuyện nữa Ông Cảnh lập tức rút cái dép ném về phía mình Bố tổ sư cái thằng mất dạy Mày dám nghĩ đến chuyện cắt hết tiền bạc của bố mẹ à Mày từ trong lỗ chui ra Cái thằng kia không có bố mày đẻ ra Mày có mặt trên đời này à Sao mày hỗn láo thế à Mẹ cha tiền sư cái thằng này Bố im lặng đi có được không Bây giờ mọi chuyện chưa đủ dối à Nếu không phải bố gây ra chuyện Con đâu căng đầu ra mà suy nghĩ cách giải quyết Giải quyết á Giải quyết cái quái gì Đuổi cổ nó ra là xong Cái thứ con gái mất nết dụ dỗ đàn ông Có cái gì mà phải suy nghĩ Bố thì sao Bố bị ép buộc dụ dỗ Hay là chính bố muốn Thì đương nhiên ta bị dụ dỗ mày không còn biết cái tính của nó hay sao mà hỏi nghe cuộc đối thoại giữa ông cảnh với minh thảo chỉ biết cười cô ta bây giờ khóc không được nữa thực sự mất hết tất cả nếu ngày hôm nay không chết cô ta cũng chỉ là kẻ tật nguyền rồi đây khi trở về nhà liệu có ai tiếp đón hay rồi cô ta trở thành kẻ đầu đường xó chợ đây nhìn thấy nụ cười của thảo huyền không khỏi đau lòng tại sao thảo chọn bước vào con đường này tại sao khi con người ta ghen ghét thù hận lại có thể làm ra chuyện vô lương tâm rồi đáng khinh như vậy những câu nói của mình dường như khiến bà phụng thức tỉnh cơn giận dữ trong lòng bà vơi đi vài phần bà ấy có thể tỉnh táo suy nghĩ đúng là nếu như bà ấy giết chết thảo thì bà ấy chắc chắn phải ngồi tù quyền thế đến đâu cũng không thể bao che được nhưng bà ấy không thể nào để cho thảo được yên cô ta chắc chắn trả giá vì chuyện cô ta làm Bà ấy quay sang nói với người làm Đánh nó một trăm roi Đánh xong lôi cổ ra ngoài đường Cho bàn dân thiên hạ người ta nhìn Đồ lăng loàn chắc nét Mình nắm tay bà ấy Không thể đánh cối nặng thế được đâu mẹ cối chết mất Con điên đấy à Sao con bênh vực nó Trong khi chính nó là người lên giường ngủ với bố con Nó khiến mẹ nhục nhã ê trẻ Không còn chút tự tôn nào Của người phụ nữ đứng đầu nhà họ Trần Bây giờ con bảo mẹ nhẹ tay với nó Đừng có mơ Mẹ nói cho con biết Nếu con còn cản mẹ Mẹ giết chết nó ngay lập tức mà kệ hậu quả Ninh không còn nói thêm được câu nào Anh hiểu rõ tính cách của mẹ Nếu anh càng tìm cách giảm nhẹ tội cho Thảo Sự uất hận trong lòng mẹ sẽ càng dâng lên gấp bội Thậm chí nhiều lần Sợ đến tính mạng Thảo Anh cũng không giữ được Chứ đừng nói đến chuyện lành lặn ra khỏi cái nhà này Tưởng cái roi lằn sâu trong da thịt bây giờ cô ta hiểu được nỗi đau huyền phải chịu đựng khi mang tiếng làm vỡ cái bình bông lúc trước ai rồi cũng phải trả giá cho việc làm sai trái của mình cả cái ông cảnh nữa suốt cả cuộc đời ông ta cứ luôn cho là mình là con người quyền lực nhất đến giờ thì sao ông ta suy cho cùng chỉ đứng sau vợ mình nhớ cái lúc ông ấy chửi huyền không đáng giá bằng cái bình bông lại khiến huyền uất nghẹn cô đúng là xuất thân trong gia đình nghèo hèn thật không cha không mẹ thật nhưng nhân cách cô đàng hoàng tử tế Không giống như con người ông ấy Để cả con dâu mình cũng ngủ chung được Dù sao những chuyện đau khổ thì cũng đã qua Cô không để nó trong lòng Không để bản thân phải buồn vì chuyện không đáng Sau này cô sẽ sống tốt Sống vui vẻ Huyền không dám đứng đó nhìn Thảo bị đánh Cô thấy xót lắm Không thể vui vẻ như những gì Thảo nói về cô Mình thấy Huyền đi về phòng Anh cũng đi theo Cô ngồi trên giường Anh ngồi bên cạnh cô anh đặt tay lên vai cô. Em đừng suy nghĩ gì, mọi chuyện đâu phải do em. Sao anh thấy em buồn thế? Em buồn trong phận một kiếp người, ai cũng mong muốn được gả vào gia đình tốt, được người đàn ông của mình yêu thương, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý nguyện. Chứng kiến cô ấy kết thúc kiếp làm dâu nhà người thê thảm vậy, em không vui nổi. Em không thể lựa chọn, nhưng cô ấy thì có, là cô ấy tự mình bước vào kết cục này, chứ đâu phải ai đẩy đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều Ảnh hưởng sức khỏe đấy Ở trong phòng Huyền nắm chặt tay mình Còn ngoài kia Thả một tay bấu víu chiếc áo của mình Để chịu đựng cơn đau Người bình thường không cách nào chịu đựng được Cô ta ngất lên ngất xuống Không biết bao lần Nhưng bà Phụng đứng đó Dõi theo từng cái roi quất lên người cô ta Sự cam thù trong mắt bà ấy Dù vơi đi một chút Nhưng từ sâu trong lòng cam thù chính bản thân mình Đánh Thảo chỉ là cách bà chút giận một người đàn bà thất bại không giữ được tình cảm của chồng, một người cho dù quyền lực nhưng vẫn đơn chiếc lại bóng trong chính căn phòng trước đây từng là phòng tân hôn, một người nhìn thấy chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà mà vẫn phải đồng ý để người phụ nữ ở lại, ngày ngày vui vẻ bên cạnh chồng. sao tất cả bà chỉ là người đàn bà, người đàn bà về gia đình giàu có để làm dâu rồi đến cuối cùng khi già nua vẫn gặm nhấm những đơn độc. Nếu năm ấy không quyết định gả vào gia đình họ Trần, có lẽ bà lấy một người đàn ông có gia cảnh bình thường rồi sống cuộc đời an nhiên tự tại. Suy cho cùng, lòng tham con người đẩy họ xuống tận cùng những đau khổ. Đánh được 50 roi, bà kêu người làm dừng lại. "Vậy đủ rồi." Bà đi phía Thảo, ánh mắt bà dần mất đi căm ghét đối với Thảo. Trong chuyện này, ta có một phần đáng trách, là ta không quản lý được chồng mình nghiêm. Để ông ta rơi vào bẫy nhền nhện Của con hồ ly tinh như cô Ta cũng không muốn đánh cô tới chết Càng không muốn sau chuyện này Con trai ta phải bận lòng Sau này cô không còn là con dâu nhà họ Trần Không có chút liên hệ gì với gia đình ta Từ giây phút cô bước chân khỏi cổng nhà họ Trần Cô không bao giờ được phép quay lại Nếu cô dám quay lại Ta dám giết chết cô Người làm cởi trói cho Thảo Rồi đưa cô ta ra phía cổng Cô ta cũng không còn sức lực gì Để trả lời bà Phụng Lúc này trong lòng cô ta biết bao dòng suy nghĩ đan xen Nếu cô ta không cố gắng lấy Minh cho bằng được Bất chấp Minh không yêu mình mà chọn người đàn ông thực lòng với mình thì sẽ thế nào đây? Nếu cô ta chấp nhận số phận Chấp nhận Minh lấy hai người phụ nữ làm vợ Chấp nhận Huyền như đứa em gái Thì có phải kết cục thay đổi không? Những chuyện xảy ra rồi không quay trở lại được Quá khứ làm sai Cả hiện tại lẫn tương lai đều không thể tốt đẹp Nước mắt cô ta rơi xuống Mặc trên môi cố gượng cười Cô ta tự đi lang thang trên con đường trở về nhà mình Không có xe đưa rước Không thể ngừng cao đầu Không thể như trước đây Tự hào mình là con dâu nhà họ Trần Quyền Quý Hết Hết thật luôn rồi Cái kết cho kẻ độc ác Đến cả trong giấc mơ Cũng muốn lấy mạng người khác Người làm giải tán hết Giữa sân lúc này đây Chỉ còn ông Cảnh với bà Phụng Bà ấy chẳng nói lời nào với ông ấy Thất vọng nhiều khiến tâm tư người ta trở nên chai sạn, lòng tin không còn, tình cảm thì càng không. Bà bước vài bước, ông cảnh chạy theo nắm tay bà ấy. Bà cứ định như thế mà đi à? Vậy ông muốn gì? Muốn xỉ nhục tôi thêm bao lần? Tôi nói không phải như bà nghĩ, tôi bị dụ dỗ bà hiểu không? <laughs> Lý do gì thì kết quả vẫn là ông chung đụng với nó. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi qua lại với phụ nữ đâu. Trước đây bà đâu có nói gì? Sao bây giờ nổi giận đùng đùng thế chứ Bà Phụng nhìn ông ấy Ánh mắt khinh thường rõ rệt Ông có thể ra ngoài bóc bánh trả tiền Với bao người đàn bà tôi không quan tâm Nhưng đây là con dâu ông Là vợ con trai ông đấy Ông thèm khát đến mức ngủ với cả vợ con trai mình Rồi sau này ông dám ngẩng mặt nhìn nó không Ông bảo một người làm vợ Một người làm mẹ như tôi cư xử thế nào Lẽ ra ông phải bị trói vào gốc cây Bị sỉ nhục, bị đánh đập giống nó ấy. Nhân cách của các người chẳng khác gì nhau, đều như cái gốc cây mục thối thôi. Này 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 này, bà đừng có hỗn láo nhé. Bước chân vào gia đình tôi ăn sung mặc sướng hưởng vinh hoa phú quý từ gia đình tôi. Cuộc sống quyền lực như bây giờ của bà là tôi mang lại đấy. Vậy à? Do cái loại ăn chơi không biết điểm dừng của ông mang lại à? Ông nhớ khi bố ông chết, mẹ ông bị bệnh, mọi thứ trong cái gia đình này suy thoái đến mức nào không? Ai là người thức trắng đêm ngày vực dậy? Ai là người chạy đến gõ cửa từng nhà người thân để cầu xin quỵ lụy ông à? Hay ông ăn chơi không biết đường về? Hay ông chỉ biết ra ngoài cắm mặt vào những đứa con gái lăng loàn ngoài kia? Tôi nói cho ông biết, từ giây phút này trở đi, ông đối với tôi chỉ là cái bóng. Tôi coi như ông chết rồi và không có bất cứ quyền lực gì trong cái nhà này nữa. Sau này một đồng tôi cũng không đưa cho ông để xem những đứa con gái ngoài kia có còn lao vào ông nữa không? Bà. Ông tức đến ói máu Miệng lắp ba lắp bắp Tay chỉ phía bà Kim Phụng Cứ như thế bà ấy bỏ đi không quan tâm ông nghĩ gì nói gì Nếu không thể có được tình cảm Từ người mà mình gọi là chồng Thì phải sống sao cho mạnh mẽ Những chuyện trước đây bà từng làm Để cố gắng níu giữ chồng Giờ suy nghĩ lại thấy ngu ngốc thật Giữ người ở Chẳng ai giữ nổi người đi Giữ được thân xác Chẳng giữ được trái tim Chẳng thể khiến người đó một lòng một dạ với mình Bà đóng chặt cánh cửa Rồi quỳ xuống trước tượng Phật Bỏ qua tất cả những thứ hỗn loạn mà sám hối Ông cảnh vì út ước lâm bệnh nằm một chỗ Mọi công việc trong nhà do Huyền và Minh quản lý Bà hai như trước đây Không màng mọi chuyện xung quanh Nhà họ Trần chưa bao giờ êm đềm đến vậy Huyền trở về nhà Sau chuyến thời gian dài đi lấy chồng Căn nhà của cô sập sệ như thế Xung quanh ngập lên toàn rác Căn nhà chắc chắn từ lâu không ai dọn dẹp Bước chân vào trong Thấy gì đầu tóc rối bù Tay cầm chai rượu Dưới đất là cái đĩa đựng mấy cái hạt lạc Lúc đầu thấy Huyền bái ngạc nhiên Nhìn cả một lúc lâu mới nói được một câu Ai đây? Phu nhân nhỏ Trần à? Giàu có như vậy rồi Quay về đây làm cái gì nữa? Sao gì thành thế này? Thành thế này là thế nào? Mày làm dâu nhà giàu Mày để ý gì đến gì mày đâu Gì mày sống hay chết Mày đâu quan tâm đâu mà phải hỏi không phải lúc bán con đi họ đưa cho dì số tiền rất lớn à sao dì không xây ngôi nhà tử tế mà ở còn nữa dì nghiện rượu từ bao giờ thế cái số tiền đấy chẳng đủ cho tao trả nợ nần lấy đâu ra tiền xây nhà không có mày ở nhà chẳng ai nấu cơm nước chẳng ai cây lúa gặt thuê lấy đâu ra tiền mà ăn uống tử tế không thể có chuyện đó theo con biết trả nợ cũng chỉ phần nhỏ trong số tiền đó thôi mà sao dì không sống cho đàng hoàng Sao gì đi vào vết xe đổ của chú thế hả gì Cái con danh con Mày đừng tưởng bây giờ mày giàu có Mày thích nói gì thì nói Bố mày vả cho mày vỡ mồm bây giờ Bà ấy đi liêu siêu bước từng bước phía Huyền Rồi giơ tay định đánh cô Nhưng cô giữ chặt Con không phải con Huyền của trước đây nữa rồi Cũng không phải cái đứa không có nơi nương tựa Mà gì thích làm gì thì làm Con vì nghĩ tới mối quan hệ giữa chúng ta Mà quay trở lại đây thăm gì nhưng con không nghĩ bây giờ gì sống cuộc sống tồi tệ như thế mày bỏ tay tao ra chưa con kia mày nói đạo lý cái quái gì ở đây bố mày nói cho mày biết từ giây phút mày bước chân về cái nhà đấy tao với mày không còn quan hệ gì nữa tao muốn đi tìm mày đâu có được tiền đã cầm cũng đã ký giấy cam kết không ai lo cho tao cả ốm đau không ai quan tâm nếu trước đây tao biết những thứ ấy xảy ra dù chết tao cũng không gả mày đi đâu rồi bà ấy hòa lên khóc khóc nức nở như đứa trẻ giây phút ấy huệ cảm thấy bà ấy đáng thương sống cả cuộc đời độc ác với cháu đến bây giờ cô độc chẳng ai quan tâm không biết bà có hối hận không nhưng dù bây giờ hối hận thì cũng quá muộn cô không thể ngày ngày bên cạnh bà ấy để bà ấy sai bảo chẳng thể nào kiếm tiền mang về cho bà ấy mặc sức tiêu xài cái giá bà ấy phải nhận thì cũng chẳng có gì quá đắt gieo nhân nào gặt quả đó Bà ấy khóc chán rồi lăn ra ngủ Huyền đắp cho bà ấy cái chăn Rồi đi sang nhà bà Miên Cô vừa đứng trước cửa thôi Chưa kịp gọi thì bà ấy chạy ra mở cửa Mọi lần gọi chán cũng chưa thấy bà ấy đâu Cô lễ phép cúi đầu Cháu chào bà Cuối cùng cũng đến à Bà muốn gặp cháu à Không chỉ là ta muốn biết xem cô tử tế đến đâu thôi Cháu xin lỗi Cháu muốn tới đây gặp để cảm ơn bà lâu rồi Nhưng dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện Cháu chưa tới được ạ à? Không cần nói nhiều Ta biết hết Trong nhà bà Miên chẳng thay đổi gì Vẫn huyền bí như lần đầu tiên huyền bước chân vào Chỉ khác một điều Lần này cô không sợ hãi nữa Huyền ngồi xuống ghế Bà lấy ly nước màu đỏ đưa cho Huyền Uống đi, uống cho em bé khỏe mạnh Tự nhiên bà nhắc em bé Huyền giật mình nhận ra từ rất lâu rồi Dì Nguyệt San không có ghé thăm cô Có thai mà còn không biết Giết rồi không biết làm được cái gì không nữa à, Đúng là lâu rồi con không thể đến tháng Nhưng con chưa đi khám ạ Khám làm cái gì Có thai rồi nhá Uống cốc nước đó đi Cho con nó khỏe mạnh chào đời Mấy cái công việc vất vả ấy Đừng có làm Mà cũng đừng có tùy tiện đi về đây Dạ sao thế ạ à? Thế cô không hiểu tính cách gì cô à Nếu bà ấy lên cơn làm gì cô Thì ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Cảm thấy thương hại bà ấy, Cứ đưa cho bà ấy mấy đồng Không cần thiết phải trở về sau này sinh con ra rồi thì tính sau dạ cháu biết rồi ạ bà lấy từ trong túi chiếc túi giấy nhỏ cầm lấy sau này cho đứa trẻ đeo lên người phòng trừ ma quỷ mấy cái tà là không có tốt đâu đứa trẻ cũng còn lâu nữa mới sinh ra sao bà không đợi đến lúc đó đưa cho cháu ạ à? biết ta còn sống được lúc đó không nữa sao bà nói thế bà còn khỏe mà cuộc đời vô thường ai biết được ngày mai thứ gì cần thiết thì cứ làm trước để sau này có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận Những lời bà Miên nói không có gì sai Đúng là không ai biết trước được ngày mai chuyện gì xảy ra Thế nên sống tốt với hiện tại là điều nên làm Tham lam mưu mô xảo quyệt đến cuối cùng mang đi được không Sống vừa đủ lương tâm thanh thản là được Lỡ sau này có chuyện gì xảy ra Người ta nhắc đến tên họ sẽ không rẻ môi biểu mỏ Khổ ghét đến mức chỉ trong suy nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ tới Huyền trở về từ nhà bà Miên cầm theo những thứ bà ấy cho. Suốt thời gian dài về làm dâu nhà họ Trần, những ngày gần đây mới là những ngày đáng sống. Những luật tục cổ hủ trước đây minh xóa bỏ hết, ai trong nhà ốm sẽ đưa tới bệnh viện, chứ không gọi thầy lang đến bốc thuốc như trước đây. Cũng không bắt đàn bà con gái trong nhà không được phép ra ngoài. Cô bây giờ có thể tự do đến trang trại tìm anh, hoặc nếu cô muốn, có thể đi làm cùng anh. Cô đi thẳng tới trang trại cô muốn cùng anh tới bệnh viện thăm khám anh nhìn thấy cô bỏ hết công việc giang dở xem tới đây cô lấy khăn lau mồ hôi trên chán Tại em nhớ anh đấy anh cười dạo gần đây anh hay cười cô cảm thấy rất ấm áp khi bên cạnh anh nhớ lúc mới gặp anh cái cảm giác như kiểu muốn đóng băng đến nơi anh sắp xong việc chưa ạ sắp xong rồi có việc gì à em muốn cùng anh đi tới một nơi vậy em đợi lát anh dặn dò người làm rồi đi cùng em vâng chỉ mấy phút sau minh quay lại và thời điểm hiện tại chẳng có gì trên đời này đối với anh quan trọng hơn huyền lúc đi tới bệnh viện anh ngạc nhiên anh quay sang hỏi cô sao tới bệnh viện có phải em không khỏe ở đâu không em khỏe mà em khỏe anh cũng không ốm vậy chúng ta tới bệnh viện làm gì huyền nắm tay minh rồi đặt lên bụng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc vô cùng đi đến gặp con chúng ta phản ứng đầu tiên của minh sau khi nghe huyền nói chính là một vài giây im lặng sau đó anh nắm tay Huyền nhìn cô chăm chú Thật không đấy Có thật anh sắp được làm bố không Cô gật đầu Anh lập tức bế bổng cô lên xoay xoay mấy vòng Hại cho cô ngại đỏ mặt Bỏ em xuống người ta nhìn cái kia Mà kệ họ nhìn chứ Anh đang vui anh muốn thể hiện niềm vui của mình Chưa bao giờ cô thấy anh giống đứa trẻ thế này Vô tư cười vô tư vui vẻ Như thế quá tốt Anh không cần dùng cái vỏ bọc lạnh lùng Để che giấu tất cả cảm xúc Chỉ cần anh vui cô thế nào cũng được Huyền vào trong phòng khám, Minh đứng ngay bên cạnh. Bác sĩ bảo đứa bé được hai tháng, còn kê thêm thuốc bổ để Huyền về nhà uống thêm. Mà Minh hỏi kỹ lắm, nào là kiêng những gì, bổ sung những gì để em bé khỏe mạnh. Bác sĩ cứ treo Huyền mãi. Bác sĩ bảo Huyền có phúc, phải giữ chặt lấy người đàn ông cạnh mình. Người như mình chỉ cần để lọt ra ngoài bị người ta cướp mất. Huyền không sợ, cô luôn tin nhân cách cũng như con người anh. Anh không bao giờ phản bội cô, không bao giờ để cô chịu buồn tủi. Từ lúc biết tin Huyền có thai Việc gì Minh cũng không để cho Huyền làm Trước đây anh để cô tự do đến trang trại Có bây giờ thì không Cô đi một bước ra ngoài anh cũng cấm Cảm giác không khác gì bị đi tù ấy. Cô nhìn anh nhăn mặt Em không muốn tiếp tục trong nhà nữa đâu Cứ thế này em tự kỷ thật đấy Hai người nhà chơi với em một hôm nhé Em ra khỏi nhà anh cũng không yên tâm Bác sĩ dặn rồi Vì là đứa con đầu phải hết sức cẩn thận Nhưng anh bận nhiều việc như thế Sao ở nhà chơi với em được cứ cho em đi theo anh đến trang trại Như vậy chẳng phải một công đôi việc Anh vừa có thể đi làm Mà em cũng không buồn Đến trang trại nhiều người Lỡ người ta xô với em thì sao Em đâu phải trẻ con đâu mà anh phải lo Em biết tránh mà Nhưng thôi anh đừng có nhưng nữa Em không làm những công việc nặng nhọc Em hứa đến đó chỉ đứng chơi với anh thôi Cô mẻ nhau như thế Anh sao không đồng ý Đúng là dạo này anh bắt cô ở nhà nhiều Anh thì bận rộn không có thời gian cho cô Thôi thì hôm nay cho cô đến trang trại chơi một hôm, anh có thể thấy cô mà cô bớt buồn. Được anh đồng ý, cô vui như con chim được sổ lồng. Anh không đồng ý, cô cũng chẳng dám đi, vì cô biết anh làm tất cả là lo lắng cho cô. Anh đi một bước, cô theo một bước. Cô có thể trở về tuổi thơ của mình, như khác một cái, anh không nặng lời với cô, không chê cô phiền phức, không quát cô ngồi yên một chỗ. Anh nhẹ nhàng dịu dàng, lúc nào cũng quay qua nhìn cô cười cười. Cô nắm tay anh rồi nhìn anh Em làm gì nhìn anh mãi thế mà anh dính cái gì à <laughs> Tự nhiên thấy anh đẹp trai Thế bình thường xấu lắm à Không bình thường đẹp trai sẵn rồi Hôm nay nắng làm anh đẹp nhiều hơn đấy Hôm nay anh cho em ra ngoài chơi Nói chuyện với anh nhị nhàng hẳn nhỉ Chứ bình thường thì Bình thường làm sao Không sao chỉ là hơi nhăn nhó chút thôi ừ, Tại em buồn Em không ai chơi cùng Em có thể chơi với Bích mà anh biết thừa ít bận yêu đương mà em làm sao dám làm phiền chứ khó khăn lắm cô ấy mới có thể tìm được người đàn ông của đời mình với cả cô ấy sắp đi lấy chồng đến nơi sau này không biết ai là người bầu bạn với em đây cô ấy lấy chồng gần nhà chúng ta chứ đi đâu xa xôi đâu nếu muốn gặp có thể đến nhà nhau nhưng cũng đâu thể rảnh rỗi giống như bây giờ được anh phải dành thời gian cho em nhiều hơn đấy không em tự kỷ đấy biết rồi nhất định anh dành thời gian nhiều cho em cái thai trong bụng cô ngày một lớn rồi cũng tới ngày cô hạ sinh. Bà phụng trong phòng bằng đó thời gian không bước chân ra ngoài. Đến khi Huyền ở bệnh viện chờ sinh, bà mới đi cùng Huyền. Có bà ấy đi cùng, Huyền yên tâm lắm, cô không còn cảm thấy sợ nữa. Bà ấy dặn dò, lát vào trong ấy, bác sĩ nói gì phải nghe lời nhé, nếu có thể chịu đựng được thì phải cố chịu để lấy sức đẻ, kêu gào nhiều là mất sức đấy. Dạ, con biết rồi mẹ ạ cứ yên tâm vào trong đó mẹ với minh ngoài này chờ có không phải một mình đâu vâng cô cảm ơn mẹ người trong nhà có cái gì mà cảm ơn mẹ mới kể cảm ơn con ý thời gian qua là con quán xuyến chuyện nhà cửa thay mẹ mà đang nói chuyện bác sĩ gọi huyền vào trong minh muốn vào cùng huyền nhưng mà người ta không cho anh đứng bên ngoài trong lòng nóng như lửa đốt còn lo quá mẹ cô ấy chắc đau lắm nhỉ là phụ nữ ai cũng trải qua cơn đau này đau đến mức giống cái kiểu bị bẻ gãy nhiều chiếc xương sườn cùng lúc ấy sau này đối xử với vợ con tốt vào đừng để nó giống mẹ con chưa bao giờ nghĩ mẹ không tốt suy nghĩ của con không thay đổi được chuyện quá khứ mẹ làm những thứ không ra cái gì cả con không cần phải an ủi mẹ đâu mẹ tự biết cả mà mẹ ăn chay niệm phật suốt thời gian qua chỉ muốn sám hối bản thân để sau này đối diện với con với cháu mẹ ngẩng cao đầu mà không phải hổ thẹn suốt thời gian qua mẹ từ thiện nhiều nơi rồi mẹ à mặc dù mẹ không đi đâu nhưng mẹ cho người đi làm đấy thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa chứ tất cả những cái thứ đó không thể bù đắp hết được phần đời còn lại mẹ cố gắng làm thật nhiều điều có ích con ạ à. vừa có thể chuộc lỗi vừa tạo phúc đức cho con cháu hơn một tiếng sau Nghe thấy có tiếng khóc trong phòng sinh, rồi bác sĩ bế ra một đứa trẻ đặt trong tay bà Phụng. Chúc mừng gia đình nhé, là bé trai nặng 3kg. Mình vội hỏi bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? À? Lát nữa ra ngoài thôi, người nhà không cần phải lo lắng. Người nhà cứ bế em bé về phòng, rồi lát sản phụ về sau. Mặc dù bác sĩ nói vậy, nhưng mình không rời đi. Anh muốn sau khi cô ra khỏi phòng, người đầu tiên cô thấy là anh... Chỉ có vậy cô mới không cảm thấy tủi thân Bà phụ nhìn mặt đứa trẻ Đứa trẻ vừa sinh ra vô cùng trắng trẻo Nhìn giống Minh vô cùng Bà ấy gọi Minh Con nhìn xem đứa trẻ giống con như tạc Nhìn cũng đáng yêu quá đi mất thôi Mẹ bế nó về phòng trước Con ở đây với vợ nhé Vâng mẹ cứ bế về phòng đi ạ Lát nữa con đưa vợ về sau Mình đứng bên ngoài gần nửa tiếng Thì có xe đẩy huyền ra Nhìn nét mặt cô nhợt nhạt mà anh dưng dưng cô cố, cố cười để anh yên lòng em không sao đâu mà em đã làm rất tốt đúng không em đã thấy con chúng ta rồi đấy đứa bé thực sự giống anh ạ minh nắm chặt tay huyền giọng anh nghiện lại anh cảm ơn em anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em bằng chính tính mạng của mình không để hai mẹ con chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu cuộc đời người phụ nữ chỉ cần có thế thôi người ta nói Muốn biết lòng dạ đàn ông thì hãy đến khoa sản. Câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp. Bà Huyền biết là mình đã chọn đúng người rồi. Cô nhìn anh mỉm cười. <cười> em mới là người phải cảm ơn anh đây này. Anh là người cho em hy vọng vào cuộc sống này. Cũng cho em biết mình không bị bỏ rơi. Sau mấy ngày ở bệnh viện thì Huyền được về nhà. Mình sắp xếp công việc ở nhà với cô nhiều hơn. Bà Phụng cũng ra ngoài thường xuyên để chăm sóc cho cô. Chính giây phút đó Cô cảm giác mình là người hạnh phúc nhất Cũng là một kiếp làm dâu Nhưng sao cô thấy nó ngọt ngào Đi qua những rông bão Anh sẽ tìm thấy bình yên Đi qua những thăng trầm Sẽ tìm được người trân trọng Và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện dài của chúng ta kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào về bộ truyện này, chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh, tất thêm động lực cho Mai cũng như thêm truyện gửi tới các bạn những bộ truyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.